Thầy để tới rồi kìa. Thầy để tới. Trời ơi, chết rồi bay ơi, chết rồi. Lớn cũng chết mà nhỏ cũng chết. Hồi nãy tao thấy cái râu ổng quặp xuống. Trời ơi, chết rồi bay ơi. Tao cũng chết luôn. Quang tới. Ông bay đâu rồi? Bẩm quan à, bẩm quan à, mấy ông còn hơi quá, lóng rài sao thấy yên ổn, không có ai kiện cáo gì ráo trọi thầy đề. Dạ, độ rài dân quận làm ăn yên ổn quá, nên không có ai thưa kiện đau đầu gì hết. Không ai thưa kiện gì hết. Dạ. Vậy nha lại làm sao sống? Hả? Nha lại phải làm sao chứ? Không lẽ ngồi không vậy hả? Bỗng lập có mấy đồng bạc. Thầy đây. Dạ. Thầy cứ ngầm sức cho Hương Hào Lý Dịch nó xúi dục dân tình thưa kiện lẫn nhau. Không có thì không sống với tôi đâu. Dạ dạ dạ. Dạ 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 bẩm quan à, mới có một vụ thưa kiện ở làng Cồn Hến đây à. Có vụ thưa kiện ở làng Cồn Hến? Dạ, vụ thưa chứa chấp đồ gian à. Vậy nội vụ có thằng nào có máu mặt không? Dạ, có tên Trùm Sò, nghe ra nhà hắn khá giả lắm, nó đứng nguyên đơn. Đứng nguyên đơn mà khá giả. Dạ. Vậy thì bây giờ mình phải xoay cho nó thành bị cáo. Nắm là phải nắm thằng có tóc, chứ ai nắm thằng trọc đầu. Dạ đúng. Trọc đầu có tóc đầu nắm, quan dạy thật là chí lý. Ông dư hơi quá ha. Nè thầy đề. Dạ. Nội vụ ra sao thầy nói cho tôi nghe coi. Dạ, tên Trùm Sò kiện thị Hến về tội qua trữ đồ trộm của nhà nó. Có thằng Lý Trưởng Hà làm chứng, bắt được quả tang tại nhà thị Hến nè. Bắt được quả tang tại nhà thị Hến. Có Lý Trưởng Hà làm chứng. Dạ. Thằng này nó làm chứng chi ngu vậy. Thôi được rồi. Kinh nghiệm quan trường bao nhiêu năm, tôi thừa sức để xử cái vụ này. Luật pháp mình nắm ở trong tay, mình xoay chuyển cách nào không được. Thầy cứ yên chí ngồi đó coi tôi ra tay. Cho Liệt Cửu gọi tụi nó vô đây. Dạ, việc đến tai quan thì còn phải nói nè. Lệ Cửu. Dạ. Cho đòi nguyên đơn và nhân chứng vào hầu. Dạ, dân ạ. Sao tôi nóng ruột quá mày? Trời ơi, tôi cũng đâu có thua vậy, ông nóng chết đây nè. Trời, sao lâu quá. Đi. Ra tới, ra tới, ra tới. Thầy Lý. Yeah. Ông Trầm hả? Dạ. Em biết mình rồi, biết mình. Dạ dạ, em chào, chào anh Cửu. Dạ anh Cửu. Chào anh Cửu. Cửu, Cửu, Cửu. 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 Nè, hai ông muốn vô hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Tôi có vụ kiện muốn tới để hầu quan. Tính giờ anh giúp. Thôi, chết rồi, xui cho hai ông rồi. Bữa nay quan bận lắm, không thể nào mà xử kiện được đâu, thôi đi về đi. Chết rồi, chết rồi. Trời ơi, tôi chết rồi. Làm sao bây
Nè. Dạ. Tôi trong đứng ra ngoài nhìn thấy hai ông thấy tội nghiệp quá. Tôi mới khẩn khoản, tôi năn nỉ quan, bởi vì quan mới đồng ý chịu tiếp với ông đó. Đạo quá. Quý quá, dạ cảm ơn anh Tổ Nghiệp. Sao mà quan thương anh quá vậy? Bởi vì tôi là lính quan trọng của quan mà. Quan trọng nữa. Dạ. Nè mấy ông biết không? Dạ. Mỗi lần quần áo của quan dơ ra. Dạ. Một tay tôi giặt đứng giặt đồ mà. Anh cửu ơi, tụi tôi lặn lội đường cá xa xôi tới đây có gì giờ anh giúp đỡ giùm, tụi tôi không quên ơn anh đâu. Biết điều thì yeah. Cái này mới là có thầy lý, còn ông trầm đâu. Vậy 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 cái đó trùng 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 cho tôi quá gian. Trùng trùng trời ơi, vụ này cũng quá gian á hả? Vậy thôi vậy thôi, anh lo giùm. Nhớ nha, nhớ là xong rồi tính ly với tôi nha. Dạ bẩm quan, bọn họ tới rồi. Dạ bẩm quan, con là Lý Trưởng Hà ở làng Cồn Hến. Dạ xin có chúc lễ di thiền dâng lên quan, xin quan thương là mà nhận cho. À trưởng Cồn Hến thì vô lễ thật, dám bưng lễ vật lên quan thế này sao? Dạ dạ. Tuổi này á ngày càng dễ ngươi ra mặt. Đây là lần đầu nha, quan niệm tình tha cho, lần sau á đừng có trách tại sao quan á. Dạ dạ. Lễ vật có gì trong? Dạ thưa quan, dạ có trà rượu mắm muối. Dạ dạ dạ. Dạ. Nó quậy quá nó lại. Dạ dạ, trà rượu bánh mứt à. Dạ. Có vậy thôi ha. Dạ. Dạ còn nữa. Dạ. Bên cạnh đó còn có cái gối dung dung nè. Vô lễ. Đây là nha môn, nơi cầm cân nẻ mực, cấm nhặt lễ việc quan hối lộ. Dạ. Chứ không phải nơi nhận cái gói dung dung. Dạ. Đây cũng là lần đầu tâm niệm tình tha thứ. Dạ cảm ơn quan. Lần sau nhiều hơn chứ. Dạ. Dạ. Lễ bác. Dạ bẩm quan, bưng mâm lễ vật dễ bệnh cho bà. Dạ. Cảm ơn. Dạ bẩm quan à. Ông đi đâu? Dạ em đem về cho bà. Ông càng ăn ông càng lú là sao? Bao tử nở ra mà cái ốc ông nó teo lại là sao? Dạy bao nhiêu lần rồi, ông đi đường này cho người ta thấy hàng chi vậy? Đây đâu phải mới làm lần đầu. Đi vô đường này. Dạ. Cho là thằng nào? Đi hầu quan bồng con theo chi vậy? Dạ đâu có đâu quan. Dạ không có. Dạ đâu có con cái gì đâu quan. Chứ ai khóc mà? Dạ em. Trời ơi khóc thấy mắt ớn à. Dạ. Ông bồng gì á? Dạ đâu có. Cái này có đồ quan. Cái đồ tan vật đó quan. Trùm sò đấy ha. Dạ. Nghe nó trộm nó mới tới viên nhà đấy ha. Dạ. Nghe đồn giàu lắm ha. Dạ. Dạ. Nó có không? Qua cái thằng đàn đông mồm đông miệng nó nói chứ con nghèo lắm qua. Cái quan tin quan hỏi thầy Lý coi bạn thầy Lý. Dạ 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 đúng rồi đó quan. Dạ. Thầy Lý rành quá ha. Dạ. Ông nhìn đi, ông nhìn liếc ngang sơ tới. Ông nghèo mà ông mặc đồ gấm, còn ông mặc the ha. Dạ con bộ mà quan ơi. Nhà ông mà nghèo quá thì trộm nó đâu có tới giếng. Trời ơi quan ơi. Nó lâu ngày nó buồn nó tới đứa thân cũng đâu có biết nữa quan. Ông cũng dẻo mồm dẻo miệng lắm á. Dạ đâu có đâu quan. Ta mới nghe qua nội vụ nhưng chưa rõ ngay gian. Chờ chút đi,
coi thử ông còn dẻo được không. Dạ. Thầy Đề. Dạ. Cho đòi Thị Hến. Dạ. Lệ Cửu. Dạ. Cho đòi Thị Hến. Dạ. Cho đòi Thị Hến. Bẩm quan, bây giờ em mới biết được chuyện mất trộm ở nhà ông Trùm. Em chỉ thấy họ ập đến cửa hàng em, vô quan đồ em mua là đồ ăn trộm. Rồi họ hùng hổ muốn bắt em, nếu em hà tiện chẳng chịu lo tiền. Như vậy là Lý Trưởng Hà này muốn kiếm chuyện. Vào vô phụ nữ đã đẹp lấy hiền, không khỏi vô tù, đã mất chức lại còn bị đóng gồng. Quan ơi, trời ơi, quan ức cho con lắm quan ơi. Quan ơi, Thị Hến đúng là một tai hoa tử đồ gian, kiếm bốn đồng lãi với cái bọn ăn trộm, buôn bán để mà kiếm lời. Dạ, trùm sò bắt trộm, đồ trùm sò kiếm được ở nhà Y Thị đó quan, con không dám nói láo đâu quan ơi. Vui quá ông cười phải không? Dạ, dạ đâu có, con vừa khóc vừa cười hại thứ luôn. Quan sát lại giùm quan. Này Trùm Sò. Dạ. Mày có nhận cái đồ mất trộm đó là của mày không? Dạ đúng là của con à. Đồ mất trộm tan chứ còn để trên bàn của thầy Lê á, thầy đây. Dạ bẩm quan, đồ mất trộm mà nằm ở trong nhà Thị Hến, tức là Y Thị có qua trữ đồ gian thiện đó quan ạ. Đúng, thầy Đề nói đúng. Dạ. Nhưng mà nó phải có nguyên nhân chứ. Phải có nguyên nhân chứ. Không lẽ khi không nghe phụ nữ đẹp vậy đi qua trữ đồ gian sao? Dạ, dạ. Đúng, đàn bà con cái đẹp đâu biết ăn trộm. Dạ, không có đâu quan ơi. Đàn bà con cái nó ăn trộm còn bảo hơn. Dạ. Nhưng hở cái nó chết, hở cái nó chọc mà quan. Dạ. Này, Thị Hến. Dạ. Giờ quan hỏi, cứ tự nhiên mà khai. Có quan che chở. Trời ơi, chết rồi. Mấy này không ăn thua vậy trời. Trời. Khai đi em. Dạ bẩm quan. Từ lúc giữa đường gãi gân. Gãi bao lâu rồi? Dạ 2 năm. Đề ghi vô 2 năm. Mà thôi khỏi ghi, tôi nhớ được rồi. Con lo thủ tiếp đến nay, thân cô đơn phải tìm cách sanh nhai, kiếm lời ức nhờ mua đi bán lại. Trời ơi, buôn bán chắc cực quá đi. Cửa hàng nhỏ cũng là nghề thương mại, nghề
nghề hiền lương, nào có ai hại chi ai. Trời ơi Khai, kiểu này chắc tới chiều nó nhanh đi cho rồi. Nhanh nhanh đi. Nhanh đi. Dạ, thấy chú ốc dắt một bào đưa tới, rằng tốn tiền muốn bán mất đồ nhà. Nghe nói rằng có vẻ thật xà, tôi mua hết tiền nông sòng phẩm. Bỗng trùm lý bác sư ba mạng, vớt cốt đồng ồ ập vào nhà. Bảo rằng đồ mất trộm tối qua, tôi qua chữ chia lời cùng đạo tại nhà. Đúng là nó vu oan, nhưng mà rồi sao nữa? Nói đi em, tiếp đi. Rồi thầy Lý mới trợn trừng trợn trạc, đòi bắt em giải lên quan nếu em không tạ lễ cho. Số tiền lớn lúc bán buôn ế ẩm, em đào đâu ra một thân quá bùa phòng không. Thầy Lý liền nổi giông gió đùng đùng, nếu không có giải lên quan lập tức à. Em năn nỉ thế nào cũng không được, nhờ quan trên mình xét cho em nhờ. Dạ bẩm quan, sự thật là tao biết mày quá mà. Thấy tiền là muốn tát rồi à. Ức hiếp con dân, ăn không được là bày trò lên đây chứ gì. Ăn được mấy ông nước đầu, tôi ngồi trên đây biết không có ăn ống nhôm ống ngách đây nè. Xin quan ra để cho bày bán bày ăn chứ chi, phải không? Dạ không dám. Bán không được cái bài trò giải nạp, dĩ nhất suy chi. Trước này mày qua mặt bao nhiêu lần rồi? Dạ đâu có. Mẹ cửu, nè Lý trưởng cùng hết đến 30 heo. Dạ khoan khoan, trời ơi tội con quá. Quan ơi, xin quan lớn đèn cày gia công đèn trời soi xét. Con thở nay chưa có biết làm tiền, mới lần đầu manh lơi chưa quen làm. Lúc chụp bị người ta thấy tay, mới nhất thư lại quan con trót dài. Nhờ ơn trên mở rộng lượng biển thời. Tội của mày cũng đáng đánh để răng đời, nhưng mà nghĩ lại cũng là tay chân bộ hạ. Dạ cảm ơn quan. Về nộp phạt 50 quan tiền già, hay nằm ngay xuống cho lễ cũ nó đánh 30 heo. Quan ơi, dạ con xin đỡ phạt quan ơi. Dạ. Chết rồi. Còn bên. Dạ. Ở lại nha. Chết ra đầu đầu ơi, ông về. Tôi cũng có gian không về không? Thôi, nước tôi này tôi không có dám cho ai quá gian đâu. Thôi, tôi về, tôi theo ông, chờ tôi với. Dạ, bẩm quan con về. Dạ, cứu thầy này. Dạ, chào anh, con về. Cho ông về. Dạ. Đây là nha môn chứ đâu phải cái chợ. Muốn vô vô, muốn ra ra. Dạ đâu có đâu anh. Ông ỷ thế cường hào, ức hiếp gái quá mà. Dạ dạ đâu có đâu anh. Dạ bẩm quan, đêm 24 em bị mất trộm, sáng 25 em tìm được đồ ăn trộm ở nhà thị hết. Nếu quan không tin, quan hỏi y thị thì sẽ rõ. Hả? Trước mặt quan mà mày còn bày trò vừa ăn cướp vừa la làng hả mày? Dạ đâu có đâu quan. Nè dạ. Tao nói cho mày nghe, mày không ép buộc được người ta làm vợ bé mày rồi mày vu oan cho người ta hả mày? Dạ không có đâu quan. Con đâu có ép buộc y thị làm vợ bé đâu quan. Tội mày, nhìn cái bản mặt mày là tao biết ham mê vợ bé rồi. Dạ em có. Cái hàm râu mày kìa, nó sụi xuống là tao đã biết mày ham mê rồi. Còn cái gì mà dạ, nói đi. Dạ có đâu thầy. Ai ham mê vợ bé, hàm râu nó dính ngược lên như là thầy. Ê. Dạ. Nói phải nhìn trước nhìn sau. Không nói râu ai một ngược. Dạ. Dạ, con xin lỗi quan. Dạ. Tuy là thị hến thẩm khai, nhưng xét qua tình thế là tao biết mày muốn ỷ tiền ham mê vợ bé rồi mày. Dạ, tao có đúng quá.
Dạ bẩm quan. Chết con rồi. Chúng nó thật là hào đoản. Tội vu oan luật nước khó tha, xin quan hãy kết tội nặng nề, làm gương cho kẻ giàu mà còn ham mê vợ bé. Dạ, dạ bẩm quan, dạ thưa thầy đàn, thật tình con chẳng phải vu oan, cũng không có muốn ép Y Thị làm vợ bé. Ở đời em chỉ biết ham tiền như gạo. Thật tình quả thị vu oan cho em tan vật còn để nguyên cái trên bàn đó mà. Lẹ bác. Dạ. Đem tan vật về bển cho bà mày niêm vô tội. Dạ 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 dạ. Đồ của em mà bác. Đồ của em mà. Dạ dạ. Dạ. Thằng trùng sò vô lễ. Dạ. Trước cửa quan mà mày dám giật đồ của quan. Dạ đâu có đồ quan, đồ của em mà. Nói cho mày nghe nè. Dạ. Đồ của mày á, khi nào nó nằm ở nhà mày kìa. Cái trời đó trời. Còn nó bước tới nhà quan, nó là đồ của quan. Dạ. Lẹ cứng. Dạ. Lẹ trùm sò quánh ba tôi theo. Xoay. Lẹ bác. Dạ. Nhắc ghê nghiêm trang kính cẩn mời có hết nồi. Vỏ sò cứng quá ha. Đâu mà ngươi, anh đừng có chọt nha. Sao mày, muốn chọt sao mày? Chọt nó nhột, chịu không có nổi. À, nhột phải không? Nè, cái biết điều không? Hả? Thôi. Hồi nãy đó. Thôi. Mau lên. Thôi. Không thôi phải không? Dạ, thôi mà. Nằm xuống, nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Mô! Mày làm gì vậy? Dạ. Hả? Ủa dạ. Đau. Đau cái gì? Tôi đánh rồi nào. Con vừa đánh hả? Ờ. Vậy mà tụi tôi đánh rồi mừng. Mày về tao biết tao đánh mày nè. Vậy sao? Thôi mà. Không được không? Thôi. Thôi phải không? Thôi. Chết nè. Đánh đi. Cho mày. Ủa? Ủa? Chết nữa nè. Có chưa? Điện bóp lên đi. Thôi mà. Thôi hả? Thôi mà. Thôi mà. Chết nữa nè. Có chưa? Chết. Nhớ. Nhớ thối lại như nhiều lắm á. Nhớ thối. Thối. Đau rồi. Thối lại. Nằm xuống. Dạ. Bắt đầu nha. Dạ. 11 là 15 nè. Dạ. 18 nè. Dạ thì đây, dạ trời ơi thầy đây. Nãy giờ mày đánh không có đúng phép. Dạ. Để tao mày. Dạ. Nằm xuống. Dạ nằm xuống nữa chi vậy? Đánh mày chứ chi mày. Trời ơi, đánh sao đánh hoài vậy trời. Nè. Ơi. Đánh mày. Nè. Dạ chị gì? Ờ dạ tay đề đẹp quá. Dạ tay đề đẹp. Nằm xuống. Dạ, dạ. Không lòi ha. Dạ lòi cái gì trời ơi. Trời mày chết này, làm chứ. Làm chứ. Sò. Ông Sò. Trời ơi. Trùm Sò nó chết rồi. Nó chết tiệt rồi Quang ơi. Hả? Nó chết rồi. Tiễn dòng nó 30 cây nữa nè. Dạ Quang ơi, con chưa chết Quang ơi. Dạ trời quán tao cố Quang ơi. Tao tưởng mày hồn lìa khỏi xác rồi chứ. Dạ cũng sắp rồi Quang ơi. Nó bầm dập hết rồi. Đáng lý ra là hồn sò đã lìa khỏi xác, nhưng nghĩ nếu chết đi rồi thì nhà cửa không ai coi, giường tược không ai chăm sóc. Còn gì nữa mày? Dạ. Dạ tiền góp không ai thông. Vậy thì để tao. Nên bỗng nghe tiếng quát nạt của quan, hồn sò bừng
trở lại. Trở lại chi vậy mày, không đi luôn đây? Vì thương xác rồi phải bầm dập chỉ hơn 30 ngọn rối ác nghiệt mà chẳng chút thương tâm. Thương mày rồi ai thương tao? Quan ơi, vỏ sò tuy cứng nhưng nó sẽ mềm nhũn như trái dừa gan chín rụng nứt da ở đâu hồn. Trời đổ thằng bé còn gì đâu ăn. Trời ơi, vậy mà chẳng chút thương tâm, nỡ đập cho nó bầm dập như tương để bị người ta hốt đổ bên. Đừng làm hết hồn mày. Thôi ông đừng nói nữa mà chi để tôi lượm mà nấu chè. Kì này nấu chè dưa gan ăn chắc ngon dữ. Thiệt người ta nói không sai mà, kỳ thường trái ấu nó cũng tròn mà khi ghét thì trái bồ hòn nó cũng méo. Phải chi sò tôi có cặp mày bén ngót như dao, đôi mắt sáng long lanh, miệng cười xinh như làn môi mộng thâm. Thì mong sò đâu có nổi dòng xanh dòng đỏ mà không một ai đôi hoài thương ai. Nín mày, trời ơi, mày đem kèn lá vô đây mày thổi sáng sớm tao mần mệt chứ mày. Khỏi nói dòng do, mày đem 500 quan tới nộp phạt, bằng không một quách nữa. Trời ơi quan ơi, 500 là nhiều quá, làm sao có kham nổi quan. 500 mà nhầm nhò gì mày, chỉ bằng rụng một cọng lông chân của chú mày thôi mà. Trời ơi, sao không biết? Trời ơi, tôi đứt từng đoạn ruột chứ phải chơi sao ông? Bộ ông có tưởng có tiền là dễ lắm sao? Phải đổ mồ hôi xót con mắt chắc chài ra nước bồn cho đại trâu ăn mắm hút dồi. Có chính quan tôi kiếm thêm một quan cho chẳng chục chứ nào có bốc hốc của ai đâu. Nhờ mấy chú tá điền biết điều không thiếu lúa ruộng, nhờ mấy chú gia đình không nại cực khổ ăn uống qua loa mà tiền công thì thật nhẹ. Nhờ bạc 12 cho giai tôi nhân đức không bị ai giật, rồi từ đó tôi mới tích tiểu thành đa. Tạo nhà tạo đất vì tiền tôi không ăn giấc, mỗi đêm nghe tiếng chó hực là đã bấn loạn cái tâm thần này rồi. Thấy ghét không? Thấy ghét hả? Dạ quán ơi, quán tha giùm con đi quán. Nó năn nỉ mà nó cũng lòi thêm được mấy chữ nó mới vừa lòng. Dạ quán ơi, con rộng lượng rồi quán. Rộng lượng gì ăn bòn chứ rộng lượng gì dạ, không có đâu quán. Nè, dạ thấy than thở á, quan cũng thương tình. Dạ à, một lần này á quan tính làng dày. Dạ 100 quan thay vì phạt giam. Dạ 300 quan thay vì phạt đòn, chỉ chi là 400 quan về lấy tiền nộp phạt mày. Bớt cho con đi chút đỉnh đi quan. Bớt cái gì? 400 quan là nhẹ cho chú mày rồi. Dạ. Không mau lại tạ phụ mẫu chi dân mà còn kêu ca cái gì. Dạ. Dạ em lại quan bớt cho em đi quan. Dạ đi em lại. Ông lại xong chưa? Dạ rồi, mệt quá. Chờ chút nghe. Dạ. Để tôi hỏi thần thánh coi chứ chóng mặt chưa, chứ tôi chóng mặt rồi à. Dạ trời ơi quan ơi. Thầy đây. Dạ. Ghi thêm 50 quan về tội lại thấy ghét. Trời ơi trời ơi quan ơi, quan ơi, lại ghét gì mà quan ơi, lại thấy ghét. Trời ơi quan ơi. 400 quan tiền giả, 50 quan về tội lại thấy ghét. Trời ơi, lại gì mà thấy ghét nữa trời. Vị chi là 450 quan. Trời ơi quan ơi, quan ơi, cách làm anh bớt con chiếc đỉnh quan ơi, chứ không tôi làm tiền tôi cũng kham nổi quan. Nghèo quá mà quan. Dạ. Nên dạ. Ông mà
năn nỉ câu nữa tôi ghi vô 50 quan về tội năn nỉ. Trời ơi, như vậy là tiêu rồi, đồ đã mất còn thêm bị đồ. Thôi, về lấy tiền nộp phạt đi cha. Nói lái trái tôi kia thêm 10 phần. Dạ thôi, trời ơi, như vậy là cũng lầm than bại. Ông Dư hơi quá, ông thổi hoài á. Dạ. Gì vậy? Dạ, dạ mất tôi uống rồi, trời ơi. Tôi uống ông để đâu mà mất? Ông được cái nước múa không? Có nhiều đó cũng không biết giấu là sao? Này thị hết. Này thầy đề. Dạ. Việc công khai của thị hết, thầy khỏi cần ghi vào giấy bằng. Dạ. Để tôi nhớ mà xử được rồi. Dạ dạ. Trong tang hầu cho thầy đề về nghỉ sớm một bữa. Ủa sao hôm nay cho về sớm dữ vậy qua? Nghỉ sớm cũng ý kiến nữa. Bữa nay tôi phải đi công chuyện ở làng Hạ. Dạ. Cho thầy về nghỉ sớm một bữa. Dạ. Trống tang hầu. Dạ bẩm quan, em về ạ. Ừ, thầy về. Hến, đệ về nha. Hẹn ngày gặp lại. Ủa, có ngày gặp lại nữa hả? Đứa bay sao chưa về? Dạ, bẩm quan, con về. Nè, nghe tao dặn. Nếu về tới nhà, dạ, bà mà có hỏi á, nói là bữa nay quan bận đi khám điền thổ ở làng Hạ, nên về trễ về muộn, cơm nước khỏi chờ. Dạ. Đang phải quay. Này hơn em. Dạ. Việc của em tuy chưa tỏ rõ, nhưng Hoàng Anh xét thấy em cô đơn quá. Quan cũng thương tình. Từ nay á, em nâng nuôi tới hầu anh Quan thì không có ai dám hăm dọa em nữa đâu. Dạ, em rất đội ơn Quan lớn. Em một thân một mình quanh hiu sớm tối, rủi ro tai bay quả gửi đỡ nâng không biết cậy nhờ ai, cũng may có quan thương tình. Trời ơi, dài chút nữa hụt hơi luôn á. Hết lòng chở che cái quân ỷ tiền, thương là công thật đức. Mỗi khi ghét ai thì hay kiếm điều vu oan. Nè Hến. Dạ. Quan nói cho em nghe đặng em yên tâm. Em đừng lo, dù ai có gia tài muôn xe cũng không qua được quyền của quan.
đã có anh sẵn sàng. Phải không? Luôn ở kề bên em mà ra tay. Quang ơi, thương quá à. Và đêm nay Quang sẽ đi di hành, xét từ đầu trên xóm mà dưới. Mày vậy nghe hết. Sẵn trơn đầy Quang tới xét nhà của em luôn. Con ơi kìa, Quang nói đùa. Bộ Quang nghi nhà em có qua chữ đồ da hay sao mà Quang xét con hả Quang? Bậy nè, phải xét chứ. Phải xét để sau này có kẻ nào xấu mồm xấu miệng nó có nói á, thì Quang thẳng thắn trả lời rằng đích thân Quang tới nhà em xét. Em không thiếu chỗ nào hết à, thấy Quang tính kỹ không? Nhất cử lưỡng tiện. Thôi em không chịu đâu. Gì mà không chịu nè? Thôi em không chịu. Đưa tay cái coi. Không. Đưa cái tay cái coi nè. Thôi em sợ lắm. Sợ cái gì? Ở đây có Quang với em sợ cái gì? Em sợ. Em sợ cái gì? Em sợ bà. Hả? Cả cái huyện này sợ Quang, không lẽ Quang đi sợ bà sao? Trời ơi, búp măng ngồi giết vừa độc. Cái bàn tay này á nghe, hồi nãy có đứa nào trói cột gì em không ha? Không có. Ờ, Quang tưởng nó mà trói cột em ha, lúc mà làm bầm làm dập một món nào là tụi nó chích cha tụi nó cho Quang á. Quang đã nói rồi, lớn cũng chết mà nhỏ cũng chết, đừng có thấy Quang. À, thầy đề đó à? Dạ. À, hồi nãy thấy thầy về rồi sao giờ còn quay lại á thầy đề? Dạ, con tưởng Quang về rồi nên con trở lại kiếm cuốn sách bị bỏ quên. Sách đâu? Dạ đây ạ. Vô tình hay cố ý? Dạ, Quang muốn nghĩ sao nghĩ. Dễ tính quá ha. Dạ. Muốn cho nhiều cho vậy ha. Dạ. À, này thầy đề à. Dạ. Việc công khai của thị hến á, tôi điều tra nó cũng gần rõ ràng rồi. Dạ, dạ, dạ. Giờ tôi về à. Dạ. Quang về rồi á, nhớ về liền nha. Ở đây không có an toàn đâu. Thằng này nó không có được đàng hoàng. Dạ. Nó không phải như Quang đâu. Dạ. Nó không có biết bảo vệ phụ nữ. Nhớ nghe. Dạ. Ừ. Xin rước Quang về à. Ừ. Tôi về thầy đề. Dạ. Nối bước theo tôi nha. Dạ 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 Quang về. Quang về đó. Hến. Dạ. Được việc rồi. Nhớ Quang quên đề rồi hả? Em đâu có quên ai đâu. Ai làm ơn cho em á thì em đều tạc dạ ghi lòng. Có ghi không vậy? Dạ ghi. Hồi nãy tôi nghe Hến mời Quang đến nhà sơ rượu. Em đâu có mời ai đâu. Tại Quang nói Quang tới nhà em thôi, chứ em đâu có mời đâu. Quang nói tối nay Quang đến nhà. Ừ à. Không có dám đi đâu. Ở nhà có con sư tử dữ lắm. Trận Quang ở nhà không có dám đi đâu. Chỉ có mình đề là rảnh thôi à. Vậy thì tối nay đề đến với Hến được cùng chăn nhà. Thôi, em sợ thầy chê nhà em nghèo mà không tới đó chứ bộ. Không có, không có, không có. Khoái nhà nghèo lắm. Tôi chỉ sợ Hến chê tôi không bằng Quang thôi à. Dạ đâu có đâu. Vậy thì á, em mời thầy tới nhà em à. Ừ, tới liền, tối nay tôi tới. Vậy em về nha. Ừ,
hến về. Bẩm bà, trống tan hầu rồi sao không thấy ông nhà tôi về vậy thầy đề? Dạ, dạ bẩm bà. Nghe nói của con mẹ hên nào đến hầu quan trông cũng sạch mắt lắm, cho nên cả thầy lẫn trò đều chết mê chết mệt phải không? Dạ, dạ bẩm bà, dạ không phải con mà chỉ có ông nhà. Cái gì? Thầy nói cái gì? Dạ chỉ có ông già thôi ạ. À, chỉ có ông già hả? Ông già tôi ra làm sao? Thầy phải nói cho đàng hoàng, nếu không á là thầy chưa. Dạ, để con nói. Mà con nói rủi ông già biết được thì chắc chết con qua bà ơi. Tội nghiệp thầy đề thì thôi, thầy đừng có lo, tất cả tôi lo hết, vợ con của thầy tôi lo luôn, cả thầy tôi cũng lo luôn. Thầy biết không, nếu mà tôi không nói cho ông nhà tôi biết á, thì làm sao ông nhà tôi biết được mà thầy? Dạ. Thầy yên tâm, thầy cứ nói cho tôi nghe. Dạ, vậy con yên tâm con nói ha bà. Dạ, dạ ông quan huyện nói tối nay quan huyện đến nhà con mẹ hết. Trời ơi, tự nhà cái con mẹ hết. Dạ. Ông huyện quá lắm rồi. Dạ. Dám khinh thường tôi, con mẹ hết cũng dám xem thường tôi. Rồi đây, rồi đây, rồi đây tôi sẽ cả đâu. Tới đi quan. Lui. Bà. Nửa đêm nửa hôm đàn bà con gái ra giữa đường đứng chờ thằng nào đó. Hay ghen nghĩa. Tôi muốn hỏi ông, vậy chứ đêm hôm tăm tối vậy chứ ông đi đâu vậy ha? Ông biển việc làng việc nước, mưa gió lũ lụt cũng phải đi chứ đừng có nói chuyện đêm hôm tăm tối. Tôi muốn hỏi ông đi đâu. Giờ đây nói cho tôi nghe coi. Bà làm gì dữ vậy? Nói sao? Tôi đi khám điện thờ. Khám điện thờ hả? Chứ không phải khám ở nhà cái con mẹ.
Thôi là không nói làm gì dám đi khổ không mà. Gặp bà dưới hai bà nhập nhau. Không biết rồi mà chẳng ai hai bà nhập nhau. Giải quyết. Em biết rồi quá. Tôi không mà. Ông có trả lời cho tôi đi không ơi. Không là tôi chết tại đây. Tôi mệt quá mà. Ông không chịu nói là tôi chết tại. Tôi chết lại rồi. Sao lạnh quá vậy trời. Bà mẹ mày. Mày lấy quạt tao chi vậy mày? Mày biết tao lạnh không? Dạ con đưa quạt cho bà mất. Nóng rồi mày. Mày đi ra sao? Đi ra sao? Đi theo ổng đi. Dạ. Đi. Đá mày bây giờ. Quạt tao mở chả mở cũng ra. Qua đây. Dạ. Hay quá mang người. Tự nhiên qua bệnh quạt. Tôi bà còn nuốt cho đừng nói gì ông. Làm gì mà khóc? Tôi nói rồi, diệt quan là khẩn cấp, là cơ mật. Diệt quan à? Tôi biết ông lắm mà. Ông thì lúc nào cũng diệt quan, cũng khẩn cấp. Cho nên trong tang hầu rồi mà tôi không thấy ông về. Ông bỏ mẹ con tôi nhịn đói. Đợi ông đến cơm lành canh nguội. Úi da, trời ơi. Ông Quyển ơi, là ông Quyển à. Ông có mắc dịch mắc gió gì á thì ông cũng mới sai người về cho mẹ con tôi biết. Để tôi khỏi phải lo âu hồi hộp. Ngồi đứng không yên cứ thấp thỏm ra vào. Ai biểu ngồi chi? Ông kiếm chỗ ăn no rồi để cho mẹ con tôi bụng nói như cào. Thì mẹ con bạn trước đi chờ tôi chi? Ăn làm sao được mà ăn. Mấy chục năm nay phủ tùy phủ xứ. Chén cơm manh áo tôi lo cho ông trọn đảo tề giá. Ông nhớ lại đi, cái ngày ông còn là một hàng sĩ lây la. Dưới vai áo giá, dưới đuôi dài ông hả hỏng. Mẹ chi cũng biết. Ông lê lết khắp đầu làng cuối tầm. Giờ hổn hơn, thiếu màu sống qua ngày. Tôi đâu có chối đâu. Hồi đó tôi là học trò nghèo, nhưng hiếu học. Mà tôi đẹp trai nhất xứ nữa bà. Ông đẹp trai nhất xứ phải không? Còn tôi nè, tôi là một tiểu thơ sống trong dinh thự. Tôi nhìn thấy ông xác xơ nên tôi không thể cầm lòng. Ông Quyện ơi, tôi thương ông nên tôi mới chọn ông làm đứa công chồng. Tôi lọt quý khắp cửa quan, tôi đốt lót nhiều của quý. Tôi chịu cực quỳ mỗi khồm lững năn nỉ. Để không được ngồi cao áo lụa không là. Ngày nay ông được ấm no và nhờ vinh hiển với mọi người. Ông lại muốn thử nếm má hồng giá cánh. Ông muốn ăn gạo cội bỗng quên tình tấm măng. Thì tôi cho ông lết bằng mo ông bò bằng mung. Để ông tuổi hết thứ rồng về. Bà này lạ chứ. Việc làng việc nước bà lúc nào cũng làm kỳ đà cản mũi à. Ông nói cho kỳ đà. Bữa nay ông dám cho tôi là kỳ đà. Trời ơi, chồng tôi nó nói cho kỳ đà. Kỳ đà. Mãi chồng tôi là kỳ đà đấy nè. Bà này lạ chứ. Lạ hả? Lạ hả? Lạ hả? Làm nhục nhã chồng con à. Làm nhục hả? Nhục đâu rồi? Ông muốn nhục tôi cho nhục nè. Đây nè, tôi cho ông nhục nè. Tôi cho ông nhục nè. Nhục đi, nhục chưa? Nhục sao? Quá nhục. Hả? Không thấy lạnh. Hả? Không thấy lạnh nó quạt. Dạ không. Nhục con quạt bây giờ đó. Đánh mày. Mày điên hả? Quánh không?
quánh tôi quánh cho con coi. Con bà nữa. Sao? Bà sao? Vừa phải thôi chứ. Vừa phải hả? Như thấy được là lấn tới à? Lấn chứ. Lấn chứ. Lấn chứ. Lấn chứ. Buông tay. Buông tay. Nổi điên rồi nghe. Tụi mày thấy không? Cũng phải có lúc đàn ông á phải biết cái thế mạnh của mình. Được nghe chưa? Bắt trước tao nè. Thôi để tôi tự xử. Nè 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 Minh. Nè Minh. Lan. Lạnh không mày? Dạo đâu? Nghiếm cũng không đưa đâu. Chết cũng giữ cái này à. Đẹp quá. Khám đi. Ông khám điện thoại ông đi. Đi khám tôi mãi tôi mối chuyện. Ông muốn đi đâu ông đi đi. Tôi không cần biết. Đẹp quá. Xin. Quá hát còn. Lát. Để tôi mặc quần. Nè mình. Mình rớt á. Mình rớt tôi lượm lại. Ghét. Cái mặt khó ưa. Thôi nha ông. Còn ông nữa. Sung quá hả? Quạt quay. Không thấy tệ thế cho mà còn quạt. Lạnh mình chết rồi quạt quạt quạt. Đi quen. Đi đâu? Đi khám điện thổ. Vậy khám ai? Đi về. Anh cũ. Về. Về. Đứng đây hồi thấy dễ sợ quá. Bộ ghê lắm hả? Một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Đi về. Dạ. Dạ. Về. Chúc quan thượng lộ bình an. Ghét không? Nó còn dám gõ cắm mà đặng cho người ta cả làng cả xã ra coi mà. Đâu có gì đâu ghê. Cái gì? Yeah. Thờ mà ghê thiệt. Nhìn như con thằng lằn. Bà nghe. Bà làm nhục tôi nghe. Được rồi. Bà mà về tới nhà được là bà giỏi á. Ma quá ông Nguyễn ơi. Ông Nguyễn ơi. Ông Nguyễn. Mới nhắc là tấm liền. Được rồi. Bà sẽ biết tại tôi. Trời ơi, chắc con ma quá. Ông Nguyễn ơi, từ giờ ma quá ông Nguyễn ơi. Trời đất ơi, ma. Ma. Trời ơi, chết tao rồi ông Nguyễn ơi. Bà là vậy thôi. Bà sợ ma là ở trong làng này đâu có ai sợ bằng bà. Làm vợ chồng với bà. Tôi hiểu bà quá mà. Phải chờ. Đã thắng rồi. Cho bà hết cái tập đi theo tôi ban đêm. Giờ này tôi tự đi mình ơn. Nhìn con hến đi rồi nhìn bà đi. Nhìn con hến. Trời ơi tôi muốn chết mà nhìn bà là tôi muốn ói rồi. Bởi vậy quyết định là phải đi cho bằng được mà. Lát nữa ma nó hù bà không chết tụi con bà đó. Ăn trộm. Ui da. Ăn trộm. Ăn trộm. Ăn trộm. Ui da. 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 Quan thiệt. Trời ơi quan. Thôi thôi đừng có thổi kèn.
trời ơi quan ơi, chưa chết ông thở hoài vậy, để em đỡ quan tôi dậy quá. Trời ơi quan, trời ơi ông đập rồi có nhiêu xương nó lòi hết ra luôn rồi đó. Quan quan có sao không quan? Sao trăng gì quan ơi? Quan đi đâu mà quan ăn mặc cái gì kỳ cục chứ quan? Khám đi điền thổ. Trời ơi quan ơi, khám điền thổ, khám điền thổ quan cũng mặc đồ chứ đàng hoàng chút chứ mà quan mặc cái gì mà sao quan? Nói mình không biết nha. Dạ. Ông đừng nói người ta biết nha. Dạ. Đi khám điền thổ ăn mặc kiểu này mình mới theo sát được dân tình. Trời hiểu không? Quan ơi. Đó, tôi mới cải trang như vậy để tôi đi để cho người ta khỏi biết. À, con công nhận quan cải trang khéo thiệt á. Ờ phải vậy không? Mắt con tin như vậy con nhận không ra thì ai mà nhận ra? Bởi vì con tập mấy chục hèo rồi mới nhận ra quan đó quan. Mà quan ơi con nói quan nghe nha. Quan ăn mặc như vậy á, dạo này chó làng mình nó đói lắm á, tôi gặp quan không chừng nó sơi quan đó quan à. Không có, nó quen mùi hết rồi, quan đi tới đâu nó mừng không à. Vậy hả quan? Ủa quan ơi mà quan ăn mặc gì quan không thấy lạnh sao quan? Không có đâu, quen rồi, vì khí hậu ở đó, làng này ở mấy chục năm nay rồi, giờ nó quen rồi. Quan ơi, thấy gì chứ không lạnh rồi, còn thiếu quạt rồi đang nóng. Quan ơi, quan phải giữ gìn thân ngọc lá vàng của quan nghe quan. Ấy quan lấy cái áo của em quan mặc đỡ đi quan. Thế là được. Dạ. À, không không. Sao vậy quan? Đường cải trang lấy áo mặc cái gì? Sao vậy quan? Không có sao hết. Tại muốn cải trang muốn vậy mà. Trời ơi, thể diện gì nữa quan? Mặc đại vô đi mà. Trời ơi. Này nể ông lắm mới mặc nha. Dạ, cảm ơn. Không thích đâu à. Nè, ấy quan mặc vô đi quan. Ờ, không có thích đâu. Dạ. Bị không có lạnh gì hết trơn á. Dạ. Rồi. Trời ơi, thì ra quan với con cũng cùng cỡ rồi quan. Ông Trùm. Dạ. Sao người coi bộ khá giả ngoài gắm xong trong cẩn sà cừ hết trơn ha. Dạ quan ơi, cái này bên trong đâu ai thấy đâu quan. Quan trọng là cái này nè quan. Nhưng mà nhớ đi làm gì làm trả lại cho em sau này nha quan. Yên tâm ai lấy của ông chứ. Dạ. Quan cần con gà giúp quan không quan? À, gà giùm đi. Dạ. Muốn cái này cho nó đồng bộ phải không? Không, đâu có cần. Thôi vậy là quá rồi, vậy là nể lắm rồi. Được rồi quan, quan đội lên nha cho nó ấm đầu để quan bị sổ mũi nha quan ơi. Rồi đẹp quá quan ơi. Vậy có bộ được hơn ha. Dạ. Dạ. Ông á, đừng có nói cho ai biết là gặp quan nha. Dạ. Bị việc làm việc nướng tôi muốn bí mật. Dạ. Vậy ở đó nha. Thôi dạ. Đi nha. Dạ. Quang đi mạnh giỏi vậy Quang. Quang. Hồi sáng ông sai người đánh tôi mấy chục hèo, bây giờ tôi đập lại cho ông ẹo xương sống luôn nó mới đã. Trời ơi chắc cũng vụ gì đây. Người ta nói mà cá ăn kiến thì có ngày kiến nó cũng ăn cá à. Ông nhớ nha ông. Tôi đi về. Tối nay chắc ngủ ngon lắm à. Bà Nguyễn cô Lý với cô Đà. Bà đi đâu đây bà Nguyễn? Tôi đi tìm ông Nguyễn nhà tôi. Còn cô Đề với cô Lý đi đâu mà đêm hôm tăm tối vậy nè? Hả? Bà ơi, có chuyện gì? Bà Lý nói cho tôi nghe coi cái chuyện gì. Có chuyện ông Lý nhà tôi. Ông Lý của bà sao? Hả? Ông Lý thường sáng đi. Đi. Ông không chịu về. À. Ông để tôi đi kiếm ông. À ơi, thôi, nên mất, để tôi xử cho. Như vậy là thầy Lý nói với bà là đi họp hành vừa sáng tới giờ mà bây giờ ông về. Bà mới đi tìm phải không? Rồi bà đứng đây đi chút xíu rồi tôi xử. Còn bà Đề sao? Có chuyện gì đó bà nói cho tôi nghe coi. Tôi hả bà? Ừ sao? Bộ ông Đề bức hiếp bà hay sao vậy? Có chuyện gì đó bà nói cho tôi nghe rồi tôi xử cho. Dạ biết rồi. Có chuyện gì nói cho tôi nghe coi. Trời ơi. Cha mày lọt, mẹ lọt, cha mày lọt, mẹ lọt, cha mày lọt, mẹ lọt. Trời đất ơi, bà lọt hay quá em, mà kiếm chỗ bà lọt hay quá em. Con xin lỗi bà nha bà Nguyễn, tại vì con bị liễu bà ơi. Vậy mà ai mà la nạt lớn cho con lọt hả? Trời đất ơi, hay quá em.
Bây giờ bà kể cho tôi nghe cái chuyện gì, ai bức hiếp bà mà đi môn tâm tối giờ bà đi vậy, để con xử cho coi. À, không có ai bức hiếp tôi hết trơn. Sao? Nhưng mà ông đầy nhà tôi mà sao, sao? Ông đi từ sáng cho tới bây giờ tôi không biết ông đi đâu nữa, không có thấy mặt mày gì trơ trọi, không biết ông có bị cái gì không. Cho nên tôi mới đi kiếm ông. Rồi tôi biết rồi, tôi nên sao bà biết hả? Biết ở đâu? Hai cô có biết là ông Lý với ông Đề tới nhà ai không? Tới nhà cái con mẹ Hên. Biết chưa? Biết rồi. Tôi biết. Biết tôi rồi. Tới nhà con mẹ Hên tôi biết. Nên. Hay quá ha. Bây giờ hai cô nghe lời tôi. Đi ra cô. Dạ thưa. Tới nhà con mẹ Hên tôi đi trước. Dạ. Được không bà? Được không bà? Tối quá bà. Xong đi bà. Sao vậy bà? Xong đi bà. Sao bà không đi? Sao bà không đi thì tôi biết rồi. Ông sao vậy? Sao vậy? Cái gì? Từ đây mà tới nhà cái con hến đó, chính giữa đó nó có cây da. Trời ơi, hai bà đừng có la. La là tôi sợ. Sao được? Còn nữa. Có cái gì? Có cây mí luôn. Trời ơi, la con mẹ mấy má ơi. Đừng có la. Bây giờ sợ rồi, nhắm mắt theo tôi. Bây giờ hai bà sợ thấy không? Sợ. Ghen không sợ ma? Ghen không sợ ma. Hai bà xè hai bàn tay ra đi. Nhắm mắt lại, xè hai bàn tay ra. Đặt ấn món dừa, đặt ấn mắt ấn vô. Nhắm mắt lại, nhắm mắt đừng có mở mắt ra. Nhắm mắt lại. Đọc một câu thần chú như thế này nè. An mani bắt rỉ hồng. Nói. An mani bắt rỉ hồng. An mani bắt rỉ hồng. An mani bắt rỉ hồng. Áo mà đi bác Quỷ Hồng. Công nhận nghe hai câu của bà Quỷ tự nhiên các em thấy em tự tin ghê vậy, em không có sợ nữa, em mở mắt ra bà. Áo mà đi trời ơi, bà Quỷ bà Lý ơi, sao bỏ tôi vậy trời ơi. Áo mà đi bắt con ngựa hồng tôi muốn không giống bà. Bắt con ngựa bà, ủa con không giống nữa. Trời ơi, bắt cái con gì đây trời. Án mà đi. Bắt con bà Nguyễn, bắt con bà Nguyễn, bắt con bà Nguyễn. Làm gì mà coi bộ thích thú quá vậy? Hôm nay em sắp dọn như vậy cho nó đẹp, chị đãi khách. Chị thấy cô đủ chưa? Hay thêm gì không? Em làm cái gì mà hai ba mâm cơm nó tùm lum quá à? Thu dọn lại một mâm thôi. Chị à, dọn gọn cho mình đó thì không có gọn cho họ đâu. Rồi em tính làm sao? Tính làm sao hả? Cách của chị có tới hai loại lận. Loại gì nói nghe coi. Ý thì quan lớn cũng lại quan bé. Rồi em tính đãi làm sao đây? Đó, chị thấy đó, mâm này là bánh đúc đãi quan quyền. Đúc thứ gì à, quan cũng không có hề kiêng. Dù bùi ngọt đắng cay quan cũng ngoảm liền. Ớt hiểm mê chua quan cũng nuốt. Nuốt luôn tiền bạc với tình duyên. Cửa tiền cửa hậu có thường xuyên. Đưa tay nhận lấy không chê một thứ nào. Còn mâm này? Mâm này hả? Để đãi lão bốc sư mù. Bánh ít trừng nhưng đậu hỗn mù u. Ăn vừa một miếng hơi xong là tới đầu. Gãy của lão em đem đi giấu, cho lão ta sờ soạn kiếm một hơi. Em chọc chó sủa cho lão sợ chơi. Lão có muốn chạy phải xé mày mới thấy đường. Trời ơi, em thiệt là nghịch ngợm hết chỗ nói luôn vậy đó. Tôi biểu nè. Dạ.
công việc của em xong rồi. Bây giờ tới phiên chị. Trong lúc chị tiếp khách, cấm em ló mặt ra ngoài này. Ở dưới bếp thôi nha. Dạ em biết rồi. Chị đã sắp đặt rồi. Cho thầy Đề mê gái Nguyễn Trìa bờm sờm và Lý Trưởng Hà chạm trán với nhau, cho bỏ cái tập toàn tèm gái quá. Chị á, làm cái gì á mặc kệ chị biết chưa. Em không có được cười, không có được ló mặt ra, có nghe không? Nhưng mà chị cho em đứng trong buồn đó, nhìn ra có được không? Được. Nhưng mà chị cấm em cười thành tiếng đó nghe. Dạ chị yên trí đi, em không có cười đâu. Đó, chưa nói đã cười rồi, biết là con nhỏ này. Hến ơi, Hến à. Ý, ý, chị ơi. Mở có nhà không chị? Chị biết em đi, vô đi, vô đi được chị. Mở Hến đó. Hến à. Ai đó? Hà đây, Lý Trưởng Hà đi. Hà đó hả? Đợi chút em mở cửa cho. Mời vào. Nè, sao lâu quá thầy không có tới thăm em vậy? Trời ơi, đã có bao nhiêu lần rồi. Đừng bây giờ mà kêu bằng thầy hết trơn á, kêu bằng anh cho nó thân mật chứ. Chừng nào thầy cạo râu mép á, em mới gọi thầy bằng anh. Cạo rồi nè. Cạo sao còn vậy? Anh không có cạo trên nhưng mà cạo ở dưới. Cạo, cạo lên nè. Còn ở đây nữa là cạo luôn đi. Không được. Anh mà cạo râu thầy bối nói cái đường thăng quan tiến chức của anh nó bị rắc rỡ. Thầy Hến nè, chiếc trời ở đây đẹp quá. Anh với em hai đứa câu hòa hiệp cùng nhau, mong ước câu nghĩa tình cho trước sau vuông tròn. Anh được gần bên em mà khỏi mang tiếng thị phi. Nhưng sao em vẫn thấy trong lòng còn ngại em, bởi em nghe nói rằng sao? Có nên câu vợ chồng cho những người trẻ trung lại có hàm râu dê. Không phải vậy đâu. Trời ơi, đừng cứ nghe người ta nói như vậy mà Hến. Đây nè, bữa nay tới đây là để đi đâu đi hoài vậy nè, chứ nó ôm gái rồi. Ai vậy? Ai đó? Đề. Đề đó hả? Đợi em chút em mở cửa cho. Trời ơi, gì mở cửa? Trời ơi, giết anh hả? Ông thầy này vô bỗng thấy anh này hả? Là ông tông răng anh chết. Nhà có cửa sau không? Nhà em không có cửa sau. Chứ làm vậy sao vậy? Anh chung vô dưới này đi. Cái gì? Chung dưới này đi. Chung dưới này hả? Ừ. Trời ơi, nhục chết bao đồ em ơi. Không có sao đâu. Hả? Thầy Đề tới á, bàn vô mặt chùm sầm. Một chút xíu cái thầy Đề về liền à. Còn anh ở lại với em cho tới sáng được không? Hả? Tới sáng hả? Ừ. Chung liền. Đây nè, chưa vô đi. Bạn bạn ơi. Nhớ nha, nhớ tới sáng nha. Dạ. Em mời Đề vào. Trời ơi, sao lâu quá vậy Hến? Hến nè, làm như nãy giờ tôi nghe có tiếng xì xào trong đây phải không? Dạ đâu có đâu. Tại vì em sửa soạn để đãi thầy Đề đó. Vậy hả? Em mời thầy Đề ngồi. Thầy Đề ơi. Thầy Đề chiếu cố tới nhà em. Em cảm ơn thầy Đề. Em mời thầy Đề dùng trà nha.
Hến đẹp quá. Hôm nay Hến thơm quá. Hến dễ duyên quá. Chỉ là cách rót trà thôi cũng làm cho khách đa tình muốn nín thở vậy. À, kỳ quá. Thoăn thoắt gót sen lững lờ cánh bướm. Trời ơi, chắc tối nay tôi chờ chỗ này quá. Thì đề. À. Thì đề mỉa mai em thôi. Chứ gái quá như em đó. Đẹp với hai. Em chỉ mong á các bậc cha mẹ đó thương em yên ổn che chở để cho em làm ăn thôi. Thương thương lắm hết rồi thương. Gì vậy? Dạ con chó nhà em. Chắc con chó này nó muốn chết rồi nó mới đụng tới hết. Thương lắm hết rồi. Từ nay mọi việc làm ăn của em là đều có anh lo hết. Em khỏi có cần lo. Anh là cánh tay mặt của quan mà. Mỗi lần mà quan xử tới đâu là quan đều hỏi ý kiến của anh hết. Nên từ nay chuyện làm ăn của em dễ dàng lắm. Thì đề. Thì đề rành lục bát như vậy đó. Thì đề cho em hỏi một câu có được không hả? Thì đề. Được 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 chứ, hỏi đi. Thì đề, đối các nhà chức việc mà phạm lỗi đó thì lục pháp nó xử ra làm sao hả? Thì đề, các nhà chức việc phải làm gương cho dân chúng. Lỡ mà phạm lỗi á thì tùy theo mức độ nặng nhẹ mà xử cho công bình vậy thôi. Thì đề. Thầy đề ơi, cho em hỏi thêm một câu nữa được không thầy đề? Hỏi nữa hả? Hỏi đi. Còn nếu các nhà chức việc mà phạm lỗi nửa đêm chung với nhà gái quá thì luật pháp xử ra làm sao hả thầy đề? Chà, cái tội này nặng lắm hến ơi. Lỡ ra mà chọc ghẹo gái ở ngoài đường á thì xử phạt rồi cách chức cũng được. Mà còn cái vụ mà ghẹo gái quá mà nửa đêm còn lại chung vô nhà người ta thì làm sao hả thì đề? Thì nặng lắm hến ơi. Nặng là sao hả thì đề? Chắc xử tử quá. Dạ thì đề. Gì vậy? Con chó nhà em nó sủa. Trời ơi, nó có cắn rồi mẹ. Người lớn nói chuyện. Ra đây an toàn hơn. Thì đề. Luật pháp công minh quá hả thì đề? Đối với những người chích việc phạm lỗi xử như vậy đó cho hết ỷ quyền hạ hiếp chân. Nghe giọng quen dữ. Ai vậy? Quen đây, quyện đây. Trời ơi sao mà bà quyện để ổng đi lung tung vậy? Trời ơi, có ổng nào trốn không? Ổng mới gặp anh ở đây là chết anh rồi. Trời ơi, có chỗ nào trốn không em? Có chỗ nào thôi. Trời ơi, nhục lắm, không có chung vô đó đâu. Có chỗ nào khác không? Thế đề, quan Nguyễn tới bàn về việc chung sổ chút xíu là quan về nè. Còn thầy ở lại với em cả một đêm dài đó. Có cả đêm dài nữa hả? Chơi luôn đi đề. Chơi luôn. Nhanh đi hết ơi. Dạ. Trời ơi, ngọt quá hết ơi, chịu không nổi. Đêm dài hả? Tới luôn. Hết à? Em ơi. Dạ em mời quan vào.
chờ mũi khách gần chết rồi. Lâu quá vậy. Quang ơi. Ôi. Sao Quang có cái bông ở trên đầu vậy hả Quang? Hai tặng cho Hến đó, đi ngang qua làng thấy nó đẹp hai tặng cho em đó. Trời ơi, quá dễ thương. Cái này có một cái to đầy cả đống mà. Quang. Sao Quang mặc đồ kiểu vậy hả Quang? Điền kham điền thổ mà mình phải cải trang như vậy mới không ai biết chứ. Kiểu nãy giờ em để Quang chờ lâu mũi nó cắn sưng hai bắp vé trơn. Tại vì em khui dở chai rượu để đói Quang đúng không? Ôi em khách sáo quá Hến ơi. Rượu chè làm chi, nhìn nhan sắc của Hến nhan thằng nào không xỉu anh con vậy đó. Quang, em muốn hỏi Quang mấy chuyện nè. Giờ này còn hỏi nữa hả? Ừ. Nhưng mà thôi lỡ rồi, giờ Hến muốn hỏi nhiều á thì Hến hỏi nhưng mà lẻ lẻ nha. Quang cũng biết là em sống ở đây rất bình yên, trải qua cô đơn chẳng có chồng, mang bố để lo nuôi miệng, làm ăn hiền lương thật thà với mọi người. Nhưng nơi đây có người lôi thôi, họ nói em bán toàn là của vàng, em rất ư bực dọc, vậy xin nhờ quan hết lòng bảo vệ giùm. Ố việc ấy hết em khỏi cần lo, đã có hoàng anh xuống lệnh rồi, có ai tới đây hăm dọa thì cho người mau báo làng báo huyện liền. Em chắc không yên vì người đến đây toàn là những ông có quyền có hoài. Ôi có ai hơn quyền đâu nè, có trên 10 ông tự xưng là chức việc làm. Chức việc làm tức là hương chức hậu tề đó ha. Vậy nó tới đây nó làm gì? Họ tới đây họ nói em á là làm ăn trái phép nè em. Vậy là quan hiểu rồi, nó tới đây nó đòi ăn hối lộ chứ gì? Không phải đòi ăn hối lộ mà họ đòi ăn ăn bà này hả? Không phải, họ đòi ăn. Nhìn ánh mắt của em là Quang hiểu nó muốn gì rồi. Biết nó muốn ăn cái gì luôn á. Nhưng mà đôi khi em cũng đừng trách. Thấy rồi, Quang còn muốn ăn nữa chứ đừng nói gì đó. Nhưng mà em yên tâm đi, cái tụi này biết là nó dễ ngươi ra mặt hay không. Nó ăn giống vậy không những nó ăn ẩu mà nó còn ăn hổn nữa. Nó ăn mà nó không biết người trên kẻ trước là gì ha. Cái tụi này á, em đừng có lo, Quang xử cái một à. Quang, Quang nói như vậy á là em yên tâm lắm đó. Chứ hạng gái quá như tụi em đó thì không có ai bảo vậy. Mặc sức người đàn ông muốn làm thì làm sao hả Quang? Bậy bà, đâu phải ai muốn làm gì làm. Quang anh đè có chức có quyền mà muốn làm nó còn biết nhìn tới nhìn lui mới làm á chứ. Nhưng mà em yên tâm, ôi cái hạng đó là tép riêu hết, tôm càng đã chưa nói gì hết. Yên tâm đi, đã có anh bảo vệ thì đố cha thằng nào nó dám làm gì hết nha. Nên kỳ quá. Quang nôn quá. Quang ơi. Quang, cho em hỏi Quang một câu nữa được không vậy bà Quang? Sao tự nhiên đang vô đảm tình cảm cái mặn cái đơ luôn. Hỏi nữa. Thôi khuya rồi, hỏi kiểu này Quang về khuya đó, cảm xương bệnh chết là bị tướng như con thằng làng á, đâu có cảm được gió. Quang à, em hỏi một câu nữa thôi, một câu nữa thôi. Thôi nhanh nhanh đi. Em hỏi Quang nghe nè. À. Nửa đêm nửa hôm chung vô nhà gái quá đó thì luật pháp có xử tử không vậy hở Quang? Nếu mà hương chức hội tề mà nửa đêm nửa hôm chui vô nhà gái quá thì cũng tùy. Nếu mà nặng á thì cách chức nó. Còn nếu mà xử mà tình cảm chút nữa đó thì quánh cho vài chục hèo rồi phạt vài trăm quan cái cho nó về chứ có gì đâu xử tử. Công bằng, công bằng, bác sĩ là công bằng. Đi.
không như ai hẹp hồi như là cái bầu kia. Ông ở đâu chui ra? Dạ, từ lòng đất chui lên. Ai ở trong này? Dạ, dạ đầy đây quan ơi. Ông đi đâu ạ? Dạ bắt chữ quan đi khám điện thổ. Dạ. Ra vậy. Dạ. Ông được chức quyền cho tôi không? Ông bắt chước tôi. Dạ. Ăn hổ. Bắt chước mà không lựa chỗ. Hàng biểu ơi. Dạ. Ngày mai đó nghe, hai ông phải về nha môn cho tôi. Dạ. Tôi là vì công vì việc, còn hai ông á là vì gái. Chức việc là không có được vì gái, hiểu chưa? Dạ, biết. Mời lên gặp tôi. Dạ. Lại em đâu? Qua nằm mơ thấy cái gì mà yêu đời dữ vậy ha? Có cái gì đâu. Bán được vài cái hột xoàn thôi là nó tí tửng, nó cứ hát thế thôi chứ có cái gì. Trời ơi. Mà trời ơi, buôn bán sao cái chuối nhũi và sách thế hả? Sách báo thế hả? Không phải, anh đang đọc mấy cái mẫu quảng cáo nè. Đọc cho nghe này nha. Đâu đâu, cái gì? Cần bán gấp, nhà mới xây. Ừ. Địa điểm tốt, gần trường học, gần siêu thị, gần nghĩa địa. Cái gì? Còn cái này nữa nè. Nhà hoàng kỷ niệm 5 năm khai trương, đại hạ giá. Ai chôn trong tháng 7 được bớt 25%. Thôi chết. Nếu chôn hai người một lúc, người thứ hai được miễn phí. Chôn one get one free. Quảng cáo gì mà kinh thế, nhà hoàng nào vậy? Nhà hoàng của chú Sáu Tấm á. À, chú Sáu Tấm thì em quen. À, còn tin hấp dẫn nè, em nghe nè. Tin gì? Là đây, vợ thưa chồng, ngủ không coi chừng để thằng làng bò ngang rúng. Trời, cái tin gì mà cái con mẹ nó mà vô duyên thế. Ngủ đi. Nghe cái gì mà cái tệ đâu chỗ nào. Tội nghiệp vợ tôi ghê á, thường ngày gạt người ta dữ lắm, hôm nay dễ bị tôi gạt người ta. Vơ vẩn buôn bán không lòn, gạt cái gì. Thôi mệt quá đi, thôi thôi này đi
Giỡn chút xíu làm dữ vậy. Nhưng mà anh nói em rồi đó nha. Chuyện gì? Nhắc cái chú sáu tắm anh nói á, em buôn bán cái gì cũng phải vừa phải thôi. Em bán lời vừa phải thôi em ơi. Ăn lời cái gì, bán cho cái ông sáu tấm một cái hột to bằng cái đốt ngón tay lời có 4.500 chứ bao nhiêu. Trời đất ơi, 4.500 mà chưa chịu nữa. Không phải là vì hôm ấy là chú sáu tấm chú vô mánh. Mánh gì? Thì ở hay xe lửa đụng chết 10 mạng người chôn mệt nghỉ mới có tiền mua hạt xoàn chứ lệ. Trời ơi, nhưng mà anh nói em rồi, làm cái gì cũng phải có qua có lại. Sao lại không có qua có lại? Thì em bớt cho chú ấy 700, chú bảo là khi nào chồng chết chôn thì bớt cho 50%. Trời đất ơi, cái ông nào vui như vậy? Không, chú ấy hứa thôi chứ mà anh chưa chết đâu anh. Thôi, bậy bạ đi. Thôi mà... được rồi, đi vào làm giùm em một cái cho nó đàng hoàng vào nhá. Được rồi. Ê em ơi. Hả? Hình như bà bác sĩ Tân tới kìa. Đấy đấy, em biết ngay, tự nhiên sáng nay nhẹ nhõm người. Nhưng mà nói gì nói, anh để ý cái bà này nha. Sao? Bà tới cái tiệm mình nó không bao giờ mua hết á. Gặp mặt anh cái nhờ coi hộp, rửa hộp, chùi hộp. Hạt xoàn. Ờ, hột xoàn. Nói cho rõ ràng, hột hột cái gì? Ráng chị bác mua nha không? Rồi vào vào nhận hột đi. Ồ, chị Kim Tinh. À, ồ, chào chị Kim Tinh. Chào anh Kim Tinh. À, vâng, vâng, vâng. À, chào bà bác sĩ. À, chào chị Tân. Bác sĩ. Chào bà bác sĩ. Chào anh Kim Tinh. Dạ. Chị Kim Tinh khỏe không? Em khỏe lắm. Hôm nay có việc gì cần tới em nào? Thì có chứ, nhờ anh Kim Tinh chùi giùm cái hộp này. Xí. Dạ. Chùi đi mà. Chưa, còn cái hộp này nữa. Mới đi Phi Châu về mua 105 ly. Trời ơi. Anh chùi giùm luôn anh Kim Tinh. Dạ. Hộp xoài mà tướng đại bác 105 ly. Thôi mình ơi, chùi giùm cho bà bác sĩ cái hột vịt lộn đi. To quá. Hộp xoài. À, hộp xoài, hộp xoài. Yeah. À, bà, chị Kim Tinh à, nói anh chùi nhẹ nhẹ mòn hột tôi hết. Yeah. Anh ơi, chùi nhẹ nhàng thôi mòn hột bà bác sĩ bây giờ. Yeah. Biết rồi. À, sao hôm nay, ôi chết chết bà bác sĩ, ra ra em coi thế nào. Trời đất ơi, sao mà hôm nay người nó thon thả hẳn như thế này, thân gầy thế này. Có phải là mới quốc ao sao mà thon thả thế? Thì cũng có quốc ao chút đỉnh. Tôi mới phai đao ra một ông bác sĩ chuyên môn tập thể dục thẩm mỹ đó. À chị Kim Tinh à. Sao? Tôi nói chị nghe, ổng chỉ tôi chạy vòng sân banh, cưỡi ngựa. Thế à? Cưỡi ngựa chạy vòng sân banh chừng 10 vòng một ngày. Một tháng tôi sẽ trúng 30 pound đó. Thế cuối cùng có xuống không? Có chứ. Tốt quá nhẹ. Mà con ngựa xuống chứ phải tôi. Trời ơi, tội nghiệp con ngựa ghê nha. Tôi đề nghị kỳ sau bác sĩ đừng cưỡi ngựa nữa. Cưỡi voi á. Trời làm gì mà. Bà bác sĩ cần gì không ạ? À, tính kiếm cái dòng cẩm thạch đó chị Kim Tinh. Trời đất ơi, cẩm thạch em toàn là hàng tốt không à. Nhưng mà cẩm thạch là cho những người ngoài 30 người ta đeo. Bà bác sĩ xuân thì phơi phới như thế này, đeo nó già người lắm. À, đâu đâu coi, em đoán rồi, chắc năm nay bà bác sĩ độ 28 thôi anh nhỉ. Đúng rồi, 28. Không có đâu. Thấy tôi trẻ người ta tưởng tôi 28, chứ già rồi. Thế bao nhiêu ạ? 29. Chắc 29 đối ngoại thôi. Còn trong giấy khai sanh thì cũng qua sắp xỉ 50. Em. Trời ơi khổ quá. Bởi vậy người ta nói em như con gái hãy còn xuân đó. Vâng, thì là bởi vì bà bác sĩ cái hãy còn xuân đấy. Dạ, đúng rồi chị Kim. Cho nên là đeo cẩm thạch nó già lắm, phải đeo hạt xoàn cơ. Ô, cái hộp này là nước y nước ép gì chị Kim Tinh? Ấy chết, bà bác sĩ ơi, cái tủ này là dành riêng cho những người low income người ta tới mua. Còn high class đó, bên kia mời bà. Ồ, chị Kim Tinh cho em coi cái hộp này nè. Chắc phải 2 cara ha. Vâng, hộp này nha. À mà quên nữa gớm, phòng mạch bác sĩ nhà ta, ông nhà ta dạo này sao mà nó đông khách quá đi mất. Hôm em đi ngang thế này chả biết trúng máy trúng gió còn mẹ gì nữa mà. Bệnh nhân cứ xếp hàng đông dài ấy. Chị Kim Tinh không biết, nhà em chữa bệnh mát tay lắm, cho nên phòng mạch lúc nào cũng đông hết trơn nha. Bà bác sĩ nói thế em chả bằng lòng tí nào. Ông bác sĩ đông khách là vì nhờ bà bác sĩ đấy. Vì bà bác sĩ có tướng vượng phu ích tử, với lại tài giao thiệp của bì bác xã. Ê,
bà bác sĩ. em quên đấy. Chứ còn như ông nhà ngồi cả ngày chả có khách nào tới thăm đâu. Em cũng biết vậy đó chị Kim Tinh à. Nhưng mà nói ra sao anh buồn. Bác sĩ duyên quá vậy. Dạ, em có duyên phải không chị Kim Tinh? Vâng, con duyên lắm. Tôi có duyên phải không anh Kim Tinh? À, có duyên lắm. Vậy mà ta nói tôi vô duyên. Này bà bác sĩ, cái này thì nó tốt thật đấy nhưng mà em bán rồi. Bán cho ai vậy chị đúng Kim rồi Tinh? Đó à, bán cho ông bà nha sĩ Lân rồi cô ạ. Vâng. Hả? Nha sĩ Lân á? Vâng. Trời, nha sĩ Lân làm việc ế muốn chết luôn mà bà vợ dám mua chiếc cà rá này bao nhiêu? Dạ có 25.000 thôi. 25.000 á hả? Dạ. Trời đất ơi, chồng làm việc cực khổ vậy mà dám mua chiếc cà rá 25.000. Hèn chi bữa đại hội y sĩ con mẹ cứ đưa tay lên mẹ gãi cái lỗ mũi con mẹ hoài vậy đó hà, thấy ghét luôn vậy đó. Thôi bà bác sĩ ơi, nghề của em nó kín mồm, bà giữ giùm em nhá. Trời ơi, kín mồm cái gì chị Kim Tinh ơi, tôi ghét mấy người khoe của lắm. Vâng. Như tôi nè, đeo đôi bông Chanel nè, Chanel nè, chị thấy không, cái bóp Chanel nè cũng mười mấy ngàn đó, đâu có khoe đâu. Nè cái áo sen tròn nè. Dạ, vâng. Cũng đâu có khoe đâu. Em biết đó, chị thấy không, đó chứ Mercedes tôi đậu ngoài đó. Ôi giời, Mercedes đời mấy mà bà bác sĩ mua màu xanh đọt chuối như con cào cào vậy? Đời 2000 đó. Vậy à, tôi order trước 2 năm. Chị thấy không, cả 100.000 đó mà tôi đâu có khoe với ai đâu. Vâng. Anh Kim Tinh à. Hả? Anh nhớ cái biệt thự tôi xây trên núi không, cả triệu đô la, tôi có khoe với ai đâu. À, phải rồi, nợ nhà băng ngập đầu á, đâu có khoe với ai đâu. Ôi giời ơi, làm việc giùm tôi đi, trời đừng nói tôi đang điêu với khách. Bởi vậy nói chị Kim Tinh nghe nha, tội nghiệp của bác sĩ Lân quá trời luôn á, ế muốn chết nè. Mà gặp bà vợ xài vậy thiệt là không biết thương chồng chút xíu nào hết trơn á. Trời ơi đấy, khổ quá, cái phòng mạch nha sĩ Lân nó ế quá, nó vắng như chùa bà đúng. Đanh. Em tội quá, suốt ngày em cứ sai ông chồng sang Niền Giang để cho kiếm chút cháo đấy. À vậy hả? Rồi ơi, chồng em ngày xưa rồi xấu lắm đi bà bác sĩ ạ. À, gọi là Kim Tinh Vẩu đấy. À, ngày đầu tiên gặp em à, người chưa vào tới cửa mà răng vào trong tới toilet rồi. Thế là em cái niềm diễn mà bây giờ xinh dai ra gớm đấy chứ. Phải rồi, có cái răng à, bắt đem đi niềng hoài à, niềng riết bấm sợ không thấy hả? Em chị Kim Tinh à. Dạ. Anh Kim Tinh hồi đó xấu lắm hả? Vâng, ngày xưa xấu lắm ạ. À, bây giờ có đẹp đâu. Bà bác sĩ lại có duyên nữa rồi. Bởi vậy người ta nói em vô duyên em tức lắm. Lại có duyên chị Kim Tinh. Bởi vậy em nói á, bà nha sĩ Lân nè, bà ác phụ lắm chị thấy không, không biết thương chồng chút xíu nào hết trơn á. Thì có mấy ai như bà bác sĩ đâu. Nhưng mà em nói nhá, các cụ ngày xưa có câu đó, y phục xứng kỳ đức. Đấy, mình giá trị như thế nào thì coi như là mình phải đeo đồ như thế đấy. Trời ơi, cái 25.000 này đối với người ta thì lớn chứ, đối với như bà bác sĩ thì như muối bỏ bể chứ gì nữa. Đeo vào người ta cười chết đấy. Đúng rồi. Bây giờ chị Kim Tinh có cái hộp nào khác nữa không? Sao lại không có? Mời mời bà bác sĩ ngồi để em đưa ra ngay đây. Trời ơi, tướng sang quá đi mất. Chờ em tí nha. Bà bác sĩ hôm nay thế nào mà cứ cười suốt. Đây 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 đây, ngồi ngồi ngồi. Có đây nha. Rồi đây. Đẹp quá hả? Chờ em chờ em. Bà bác sĩ đưa cái bàn tay. Đeo liền. Ôi trời ơi, thượng đế ơi. Đẹp quá thượng đế ơi. Trời ơi, sao mà cái hạt xoàn này nó xứng với cái bàn tay múm mím của bác sĩ quá. Ôi trời, bàn tay này dày quá nhỉ, dày này giàu lắm nha. Bàn tay muốn vậy bơm hai ống vô vậy à? Không có đâu, tôi natural từ đầu tới chân á. Chị Kim Tinh biết không, tôi mỏng mỉm đến nỗi mà anh gặp tôi mỗi lần anh thấy tôi, anh nói anh thấy em anh muốn cắn. Muốn cắn lắm mà cắn lưỡi tự tử á. Trời ơi bố mày ơi, để tao làm tao nuôi con bố mày ơi. Cứ việc ngồi rũa đi đừng nói nha. Đẹp quá chị Kim Tinh ơi. Đẹp quá. Mà này nha em. Dạ. Nói như thế này nha, bà bác sĩ biết không, cái này chỉ có duy nhất một mình tiệm em có chứ không có tiệm nào mà có hết. Chị Kim Tinh nói vậy chứ hồi nãy bên kia đường kìa,
Bà kia bà cho tôi coi cái hộp của bà y như cái hộp của chị vậy đó, mà có 20 ngàn hả? Em tội nghiệp bà bác sĩ quá, khổ quá mình ơi. Cứ trí thức suốt ngày lo ăn học có biết gì sự đời đâu. Khổ quá bà bác sĩ ơi, bỏ học bớt đi nhìn xuống xuống một chút. Đời sống bây giờ nó nhiễu nhưng nó lường gạt ghê lắm. Người ta lường gạt bà bác sĩ đấy. Không có đâu, em hứa em bảo đảm cái này là cái duy nhất trên thế giới em có. Bởi vì nói nhỏ không thôi cướp nhá, nó được vớt dưới tàu Titanic lên. Trời ơi. Hả? Trời ơi. Cái gì vậy? Không có, tại vì cái kèm này cũng vớt dưới tàu Titanic lên. Đãi lâu quá nó mục nó rớt. Anh chị Kim Tinh à, anh chị nói vậy tôi tưởng tiệm này xài toàn đồ mục không à. Mà cái hộp này bao nhiêu vậy chị Kim Tinh? Trời ơi, nó có bao nhiêu đâu, cứ chứ độ 3 hôm khám bệnh của ông nhà thôi. Là bao nhiêu? 45 ngàn. Hả? Cái gì vậy? Trời, cái gì thế? 45 ngàn á hả? Vâng. Trời, chị Kim Tinh, có thể nào kiếm cái hộp nào rẻ rẻ hơn không? Có em, có. Em vô em lấy cái hộp xoàn 3 carat mà có 1 ngàn đồng cho đâu, bác sĩ đâu? Đi. Đâu, hộp gì? Đâu? Hộp xoàn giả. Hộp xoàn kia mắc kia rẻ. Chị Kim Tinh à? Dạ. Anh có bệnh gì không? Dạ thưa, bệnh gì ạ? À? Bệnh vô duyên. Tôi đang chùi hộp của bà nha. Dạ, em nói thật chứ, em đời em khổ lắm cơ ạ. Rước ông chồng về người ta thì có vợ dại, chứ em rước ngay ông chồng dại về. Cứ mở mồm vô duyên em muối mặt ấy. Tội nghiệp. Khổ lắm. Chồng em chỉ có duyên lúc nó nhận hột thôi. À, bà bác sĩ thấy sao ạ? À, 45 ngàn thì không có sao, nhưng mà nghĩ tới tội nghiệp chồng mình quá chừng luôn. Anh làm việc cực khổ ngày 10 tiếng mà mình mua chiếc cà rá 45 ngàn. Tội nghiệp anh lắm. Trời, thương bà bác sĩ quá đi mất. Trời ơi, bà bác sĩ ơi, nói thế là em không có bằng lòng đâu nha. Các cụ ngày xưa người ta nói là của chồng công vợ, chồng làm là phải vợ hưởng. Đấy, bà bác sĩ diện đẹp như thế này là cho chồng chứ cho ai đâu mà lo vậy. Với lại em nói thật nha, đàn ông đấy, các ông dốt lắm. Bà nha sĩ Lân mua cái nhẫn 25 nghìn, về nói dối là 2.500, ông tin như sấm đấy. Tôi biết, tôi biết nha, tôi làm thợ bạc đó. Với lại em nói cái này nhá, bà bác sĩ muốn mua hay không thì tùy thôi. Tại vì em để 45 nghìn là cũng vốn thôi, chứ em thật tình em không muốn bán. Chỗ là chị em với nhau, em nói thật nha. Đố bà bác sĩ biết tại sao mà phụ nữ Mỹ người ta cứ thích đeo hạt xoàn, mua hạt xoàn không? Thì để trang sức cho đẹp. Trang sức chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cái chính là trong luật ly dị của Mỹ nó ghi rõ một cái câu như thế này: khi ly dị, tất cả tài sản chia đôi, trừ hột xoàn thuộc hoàn toàn về người vợ. Sao chị Kim Tinh rành dữ vậy? Trời ơi, trời đất ơi. Cũng may là mình chưa mua cho bả hột nào hết á. Em ly dị, em ly dị cả chục lần em dành cái này lắm rồi. Vâng. Còn cái đám này sắp chưa? Vâng, tại vì chưa mua, chưa ly. Mua rồi em ly liền. Em chán lắm rồi. Đúng. Nhưng mà sao kỳ quá hà chị Kim Tinh. Cái ông luật sư của tôi đó, ổng đâu có nói tôi về cái luật ly dị gì đâu. Ổng chỉ biểu tôi mua bảo hiểm cho chồng tôi thôi hà. Chừng nào mà anh chết đó, tôi có 10 triệu lần đó. Thế à? À, trời ơi, chồng mình chết có 10 triệu tha hồ mua hột xoàn đeo. À, phải trả giá luôn chị Kim Tinh ha. Thế à, khi nào ông bác sĩ đai á, bà tới gặp em liền nhá. Bởi thế người ta có câu là trâu chết để da, còn người ta chết để bảo hiểm. Nhưng mà kỳ lắm chị Kim Tinh ơi. Thường thường không có bảo hiểm á thì hay chết lắm á. Thấy chồng người ta chết mà phát ham vậy hả? Còn em đó hả, em mua bảo hiểm cho chồng em á khoảng chừng 10 năm nay rồi đó, chờ hoài không thấy gì hết trơn à. Thì cũng từ từ thôi, nhưng mà bảo hiểm đấy là nói về cái phần chết, bây giờ mình đang sống, mình nói chuyện sống đi bà bác sĩ à. Em biết từng tuổi này em kinh nghiệm lắm, làm vợ bác sĩ cũng vất vả vô cùng chứ dễ dàng gì đâu. Ông nhà nhá, coi như là học giỏi nhá, phòng mạch đông khách nha, giàu có nha, trí thức nha, tuy hơi già tí thôi nhưng mà cũng được rồi đấy. Trời ơi, rồi nghĩa là đàn bà con gái thiếu gì ở ngoài đường, tất nhiên là không ai bì với nhan sắc bà bác sĩ đâu. Nhưng mà đàn ông đấy,
nó khoái của lạ lắm. Nó ăn cơm chán lâu lâu nó tọt chạy đi ăn tí phở về. Cho nên là mình á, mình phải thủ. Đời nó never no bà bác sĩ à. Thủ nhiều hột xoàn vào, chừng khi ly dị có tí vốn. Chị Kim Tinh nói có lý quá. Vậy kể từ nay mỗi tháng em chơi một hột luôn. Vâng, nước Mỹ bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, cho nên hiến pháp Hoa Kỳ mới có câu Diamond forever. Hột xoàn nhưng năm. Đấy. Đúng rồi, vậy tôi lấy hộp này nha chị. Vâng vâng, bà bác sĩ lấy hộp này à? Lấy hộp này. À thế là anh ơi, làm cái certificate cho bà bác sĩ nha. Chịu mua rồi hả? Trời ơi hay quá. Xinh quá đi mất. Dạ thưa bà bác sĩ, thế bà trả check hay là cash à? Cash. À vâng, anh cho em mượn cái máy tính này. Rồi. Nhưng mà chị Kim Tinh à, đợi tôi qua nhà băng tôi lấy tiền đó nha, không có tiền mặt ở trong bóp. Không có hay à, hay là bà bác sĩ à, để deposit một ít cũng được. À, không có đủ tiền. À, bà bác sĩ deposit 100 thôi. Dạ, một đồng cũng không có nữa. Anh Kim Tinh cho xin lại mấy cái hộp đi. Trời ơi. Dạ. 10 lần như một. Gặp mặt cái chùi à. Cảm ơn Kim Tinh. Giờ anh Kim Tinh đeo vô giùm nha. Tôi biết mà. Cái chuyện rớt bể hộp của em nha anh Kim Tinh. Cẩn thận. Anh ngược anh Kim Tinh ngược. Ngược dạ. Hộp bà bác sĩ rồi. Ôi, anh Kim Tinh ơi, anh Kim Tinh đứng gần em. Anh Kim Tinh rung hay sao vậy? Dạ đây. Dạ đây. Kim Tinh, đỡ chị Kim Tinh. Trời ơi, nặng quá. À, bye, cảm ơn nhiều nha chị Kim Tinh. Rồi, bye. Trời đất ơi, đúng là sáng nay xui xẻo thế nào á. Gặp ngay con mẹ mình người đầu sư tử vào. Xem xét tôi cũng chả mua gì cả. Đốt phong long cho tôi đi. Đúng là super blue and super xạo nữa. Mà em cũng hay thiệt rồi nha. Sao? Cái tướng bả như xì trung vậy à. Dám khen hổ đẹp. Thì khen cho người ta mua anh rồi nó không mua. Anh thấy tướng bả thua tướng em xa. Cái gì? Thua tướng em xa. Trời cao đất dài ấy, tự nhiên hôm nay chồng em nó thông minh như người ấy. Trời ơi. Vậy nào giờ tôi phải người hả trời? Mời các ông. Trời ơi, cái gì mà nghe cái tiếng thấy ghê vậy? Hết chỗ họp rồi sao tự nhiên hẹn vô bệnh viện họp? Dạ, à, do thân chủ của tôi là bà Nguyễn Thị Trầm Hương muốn gặp các ông ở bệnh viện. Và tôi là luật sư đại diện cho bà Celine Hà. Ừ, chào luật sư. Bonjour luật sư. Khỏi bắt tay, mời ông ngồi. Ông ngồi luôn. Hai ông là chồng cũ của bà Nguyễn Thị Trầm Hương. Tôi là chồng cũ của bà. Tôi lấy bà lúc bà còn ngây thơ. Lấy vợ mà nghĩ người ta ngây thơ thì ông mới là người ngây thơ đó. Sao kỳ vậy? Đàn bà con gái đi lấy chồng là không ai còn ngây thơ hết. Ồ, hèn gì. Bà bỏ tôi là vì bà chê tôi già. Ông đang ngây thơ rồi. Đàn bà mà bỏ đàn ông là không có phải chê già. 72 mà nó còn lấy được 27 mà. Sao già được? Vợ của ông bỏ ông là tại ông xấu. Bà chê tôi xấu? Dạ. Mà bà bỏ tôi, bà lấy thằng này hả? Ông này là không có xấu à. Ông này là trong mắt tôi, ông thuộc cái thành phần gớm. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, cái nhan sắc của tôi là phải nhìn kỹ nó mới lòi ra. Tôi không biết ai có nhìn lòi ra không, chứ tôi vừa mới nói là nguyên bệnh viện vỗ tay, ta khỏi vô nước biển luôn. Không, anh bình tĩnh đi. Đó là con mắt của tôi thôi. Còn cái gu của vợ anh, ông chừng cái mắt của bà khác. Nhìn anh thấy có cái gì đó lạ hoặc là độc. Đó. Dạ. Luật sư nói chuyện như vậy tôi chịu. Yeah. Dạ. Nè luật sư ơi, nhưng mà bữa nay luật sư mời tụi tôi tới đó là cái gì, gặp bả đó là cái gì vậy? Dạ, dạ. Tôi không có thời gian. Dạ rồi. Tôi nhận được cái thơ mời của luật sư. Tôi tưởng có thư kiện gì cho nên tôi mới tới đó. Dạ. Tôi cũng vậy. À, vô vấn đề ha.
ai là Trần Trúng Thật? Tôi tên là Trần Trung Thật chứ không phải Trúng Thật. Dạ, xin lỗi, vậy tên nó không có dấu. À, tôi xin lỗi nhưng mà nhìn cái tướng ông thấy Trúng Thật hơn là Trung Thật. Bà nói hồi bà trúng gió đó nha. À, xin lỗi. À, ông lấy bà được 3 năm 9 tháng 6 ngày. Đúng. Ông ở Võ Bình Định. Yeah. Ông lấy bà được 2 năm 7 tháng 6 ngày. Yeah. Bà này tới ngày thứ 6 là bà bỏ chồng rồi ha. À, ông Trúng Thật. Ê, Trung Thật. Ông làm nghề gì ạ? Tôi làm ở trong ngành giao thông á. Ê, nãy giờ không biết. Dạ xin lỗi ông, chắc cũng giám đốc công ty điều hành giao thông vận tải. Dạ xin lỗi ông. Dạ. Không phải, tôi là tài xế taxi Uber. Thì nói mẹ nó là tài xế Uber đi. Con mày đặt cái trong ngành giao thông. Đó chỉ là nghề tay trái của tôi thôi. Dạ vậy còn nghề tay phải ạ? Giao pizza. Bị xỉn hả? Dạ không, này trúng gió. À, ông Võ Bình Định. Dạ, xin chào võ sư. Yeah. Hey, 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 hey. Tôi đẻ ra ở Bình Định. Hồi nhỏ đi học thường hay bị ăn hiếp, cho nên lúc qua Mỹ vô quốc tịch đổi tên Võ Bình Định. Oh. Đặng hù người ta thôi, chứ đâu biết võ con mẹ gì. Mà nè, bà đến đây làm gì tự nhiên rồi cha hỏi nghề nghiệp tụi tôi là sao? Dạ, tôi chỉ làm theo ý của bà Trầm Hương thôi. Bà muốn biết khả năng của tụi ông để giao việc. Giao công việc gì? Tụi tôi đâu có còn là chồng của bà đâu mà giao cái gì? Bà đâu rồi? Ờ, bỏ nhau lâu rồi mà còn nghĩ đến chuyện sai khiến nữa chứ. Nè, bà đâu rồi? Bà đâu rồi? Bà đâu? Bình... bà đâu? Được, kêu bà ra đây gặp tôi đi. Bà trong nhà xác á. Cái gì? Không phải. Bà ở trong nhà tái khám, trong phòng tái khám. Trong lúc tái khám thì muốn chúng tôi truyền bà đạt cái mục đích để biết để giao việc cho các ông, có khả năng của ông tới thế nào. Mục đích của bà là cái gì? Luật sư nói lẹ đi, tôi không có nhiều thời gian. Đúng. Xe Uber của tôi đang đậu chỗ cấm. Mục đích là cái gì? Nói đi, chứ tôi còn cả trăm cái giao dịch để làm. Tôi nói thiệt, tôi là vì tình xưa nghĩa cũ tôi mới tới đây nè. Dạ, thì bà Trầm Hương cũng vì tình xưa nghĩa cũ mới mời hai ông tới đây. Tình xưa nghĩa cũ thì hẹn cái chỗ nào cho nó lãng mạn, tự nhiên đưa vô bệnh viện cái chỗ lặng xe. Hai ông nghe đây, bà Trầm Hương bị ung thư. I don't care. Bà bỏ tôi là bà ung thư đúng rồi. Bà làm chemo 3 lần rồi, nhưng kết quả không khả quan cho lắm. Bác sĩ nói là chắc khoảng 3 tháng bà sẽ đi về nơi xa. Đi về nơi xa là đi đâu? Ông đã dở dở mà còn dốt văn nữa. Đi về nơi xa là người ta mất đó. Chết đó hả? Nó mẹ nó chết đi. Trời ơi, con mày đặt văn với chương. Thì bởi ba biết ba sắp chết cho nên mới mời tụi ông. Nè, bác sĩ còn bó tay, kêu tụi tôi tới làm cái gì? Bó chiếu hả? Đúng, bó chiếu thì kêu nhà hoàng, chứ kêu tụi tôi làm gì? Nè, bó chiếu thì gì? Ông á, ông hưởng bả đầu tiên, ông có đem lo cho bả nha. Tôi đi về. Dẹp mày. Người ta nói đấy, nhà giàu út nhờ mà nghèo út chịu. Mày là chồng chót ha, ở lại bao đi mày. Làm sao ông ở lại đi. Này 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 này, đây là cái bệnh viện không phải cái nhà quàn. Các ông đã nói cho đàng hoàng nghe chưa? Ông đi về đi, để beautiful doctor tôi lo. Bonjour doctor. Bác sĩ ít khi nào bắt tay lắm, vì sợ nhiều vi trùng. Mời ông ngồi. Ông kia nữa, ngồi luôn. Mà cho tôi hỏi, ở đây ai là thân nhân của bà Nguyễn Thị Trầm Hương? Ở đây không ai là thân nhân của bà, tôi là luật sư đại diện của bà. Ồ, chào bà. Dạ, chào bà. Đây là hai ông chồng cũ của bà. Hả? Cả hai ông đều là chồng cũ hả? À? Cũ thôi mà, có cần nhấn mạnh gì không? Hai ông này cũ, mà ông này cũ hơn. Bà bỏ ông này trước, tại vì ông già. Chắc hết sức rồi. Rồi sau đó bỏ ông này luôn vì ông trẻ. Chắc tại dai sức quá không chịu được. Bà Trầm Hương có bỏ hai ông này tôi chả có gì ngạc nhiên cả. Tôi thấy cái đó không có quan trọng. Quan trọng là tại sao cái bệnh viện này lại mướn bác sĩ trẻ đẹp như vậy. Trời ơi, nhìn cái làn da tao nó trắng miệng như da em bé vậy. Nhờ tôi dùng Chubby Skin Care.
trắng da, chống nám, chống lão hóa là sức mạnh và cho sự tự tin mãnh liệt của phụ nữ. Cảm ơn. Ông bị điên à? Nhìn bác sĩ trẻ đẹp cái tôi muốn bệnh luôn vậy à. Ông muốn bệnh chứ gì? Đây là các bệnh viện dành cho bệnh nhân ung thư thời kỳ cuối. Cho nên bệnh viện này chỉ tuyển bác sĩ không cần giỏi, chỉ cần đẹp. Không nhận. Cái bệnh viện này sáng suốt dễ sợ luôn. Đưa ra cái thalassi tôi chịu hết sức luôn vậy. Đúng. Trước khi mình chết, mình nhìn bác sĩ trẻ đẹp nó cũng khoái khoái. Cái chết gì gái là cái chết thoải mái. Không thoải mái nổi đâu ông ơi. Đấy là ông chưa bị ung thư thời kỳ cuối sắp chết thôi. Chứ bây giờ ông thử bị xem, ông nhìn tôi xem ông có ham muốn nổi không? Ông nhìn cái gì đấy? Lê phải không? Cái gì đấy? Lê. Cái này đâu phải lê. Dưa hấu. Được chưa? Anh nói nhớ nhăng à. Gì vậy ông nội? Thì mày chỉ cái gì vậy? Tôi chỉ cái bảng tên nè, Dr. Lê. Ai biết mà chỉ đúng chỗ. Luật sư kiện không? Kiện hai ông này không? Tôi làm luôn. Kiện cái gì? Gì? Tôi nhớ tên bác sĩ rồi. Dr. Lê. Kể từ hôm nay Lê làm ở chỗ nào tôi cũng lết đến chỗ đó để chữa bệnh. À, sắp tới tôi chuyển qua khoa tâm thần đấy. Hy vọng gặp ông ở bên ấy nhé. Qua bên đi tâm thần. Cười gì ông nội? Bác sĩ ta vui tánh, ta nói chơi như vậy chứ bộ. Biết gì hết trơn à. Bác sĩ, hồi đó giờ tôi lười khám tổng quát lắm. Ông ấy hôm nay bác sĩ giúp tôi khám tổng quát được không? Được. Muốn khám tổng quát thì phải cởi hết quần áo ra, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Cởi hết quần áo luôn. Đúng, 100... Cái gì đấy, ông định cởi thật đấy à? Ông mà khỏa thân ra, ông không thấy ngượng. Nhưng mà tôi á, khiếp lắm. Tôi ói ngay tại chỗ ngay. Thôi nhá, tôi không có thời gian ở đây để tầm sàm với hai ông nghe chưa. Liên thoa liên thuyên, vớ va vớ vẩn. Tôi nói cho hai ông biết là 5 phút nữa tôi cần một người nhà lên đón bà Nguyễn Thị Thầm Hương xuống để chờ kết quả. Sốt hết cả ruột. Thần kinh. Bác sĩ. Bác sĩ. Đây rồi. Cái gì vậy Bún? Gì? Bún giả. Trời ơi. Ông kéo kéo nó đứt cái gì lưng, cái nó tuột cái quần xuống. Bác sĩ đè tôi xuống khám bây giờ. Con khỉ. Bác sĩ, luật sư ta đang nói chuyện ở đây. Ta không có thì giờ rồi còn mà đặt thả dê không đúng lúc. Thả dê không đúng lúc nó không thành vấn đề. Mà thả dê không đúng chỗ. Nghĩ sao vậy? Ông có gương soi không? Chút tôi cho ông mượn ông soi. Giá gì vợ bỏ rồi mà còn tự tin. Ông vô ông hửi được cái ngón chân của bà bác sĩ của bà cho chưa mà nhau nhau lên vậy. Hai người biết gì hết á. Gì? Mình không thử làm sao mình biết. Người Mỹ người ta có câu, mình không mua vé số, làm sao mình trúng số. Mình không ứng cử làm sao đắc cử. Có ai tin là ông Donald Trump lên đắc cử làm tổng thống không? Đúng không? Đó. Yeah, thấy chưa ông á. Bình dân người ta cũng nói vậy kia kìa. You don't try, you don't know. Ông nói tiếng Anh đó hả? Chắc vậy á. Tưởng ông nói tiếng Thái không. Trời ơi, nói tiếng bòi quá, bớt nói cho nó lành. Mời mấy ông ngồi. Ngồi gì hết á. Bây giờ nè, bà nói cho tôi biết đi, bà Trầm Hương kêu tụi tôi đến đây làm cái gì? Bà bệnh sắp chết. Mà người xưa có câu á, con chim sắp chết kêu tiếng bi ai, con người sắp chết nói lời nói phải. Tôi chắc là bà đã hối hận vì bỏ hai đứa tụi tôi, cho nên bữa nay mời tụi tôi tới để xin lỗi. Bỏ hai ông mừng gần chết ở đó kêu lại xin lỗi. Bà muốn biết khả năng của các ông, tại vì bà bị bệnh bất ngờ cho nên sẽ giao lại việc kinh doanh cũng như là business của bà. Cái gì? Cái gì? Quản lý kinh doanh hả? Trời ơi! 3 năm trước lúc mà bà bỏ tôi á, bà còn ăn que phe thế bà. Giờ đâu nhiên ra kinh doanh. Nè, bà Trầm Hương, bà luật sư, bà nói với bà Trầm Hương ha, có cái kinh doanh gì đó, giao cho ông nội này ông làm nha. Chứ còn tôi là tôi có cái business riêng của tôi rồi. Gặp tên tôi ra. Ok, đó là ý nguyện của ông, tôi sẽ viết xuống đây để báo lại với bà. Luật sư ơi. Dạ. Nói cho tôi biết là business của bà là business gì mà phải cần tụi tôi tiếp tục quản lý. Dạ. Ông ngồi xuống đi. Bà Trầm Hương á, bà không có gì nhiều. Bà chỉ có một cái plaza. Người Việt mình á, thường gọi là thương xá. Gồm 28 unit mà không có bỏ trống một unit nào. Bà cho mướn một tháng thu về ít nhất là 84.000 đô. What? Dạ.
84.000. 84,000. Ngậm miệng lại để rùi vô bây giờ. Ngồi xuống. Ông bình tĩnh đi. 84.000 đô. 84 nhân 12 tô đồ. Tổng cộng 1 năm 1,008,000. Bình tĩnh đi. Các ông mà muốn không giữ lại đó thì có quyền bán. Giá hiện thời bây giờ nó là 11 triệu đô. Thúi quá tỉnh luôn. 11 triệu hả? 11 triệu đô nếu bán liền. 11 triệu, 11 triệu. Dạ. 11 triệu. 11 triệu. Tôi đang tỉnh hay mơ? Trời ơi. Đau không? Đau. Mày đang tỉnh đó. Mà mấy ông bình tĩnh đi. Có phải của ông đâu mà mơ. Bình tĩnh. Bây giờ mấy ông ngồi xuống, ngồi xuống. Tôi đợi nghỉ mấy ông ngồi xuống. Chứ đây người ta cấp cứu hai người không có kịp đâu. Ngồi xuống đi và bây giờ nghe đây. Bà Trầm Hương còn hai căn biệt thự, còn tài khoản ngân hàng, tất cả đều do thân phụ của bà ấy để lại. Thân phụ của bà ấy đã mất cách đây 2 năm cũng do bệnh ung thư. Bây giờ ý nguyện của thân phụ cũng như ý nguyện của bà Trầm Hương đều muốn giữ lại toàn bộ gia tài đó, chỉ giao cho một người xứng đáng mà thôi. Và phải lưu truyền lại mãi mãi về sau. Bà sẽ cho xây một tấm bảng thật lớn để treo trước cửa của thương xá với ba chữ Trầm Hương Center. Cái gì vậy? Bình tĩnh đi ông. Bình tĩnh. Trời ơi, làm chủ một cái thương xá. Dạ. Trị giá 11 triệu. Dạ. Mỗi tháng thu nhập 84.000. Bình tĩnh không? Mà sao em nỡ dội chết đi? Việt Hương ơi. Cái gì vậy? Việt Hương gì đây? Cái bà đó tên Trầm Hương. Xin lỗi, coi hài gì quá tôi nhảm. Trời ơi. Trầm Hương ơi. Đúng rồi Trầm Hương. Anh đau lòng lắm. Bây giờ em để lại hết tài sản cho anh. Anh xài tiền của em mà anh cũng không có vui. Nín ngay. Lúc này không phải lúc khóc. Đúng, 11 triệu là phải vui chứ. Nín luôn. Lúc này không phải có cười. Cái gì mà khó quá vậy? Khóc cũng không được, cười cũng không cho. Em muốn tôi sống sao? Ông nhiễm địa thi Nga lắm rồi nha. Giờ này ông còn Minh Tuyết ở đây nữa, muốn sống sao nữa hả? Không. Bây giờ mấy ông quyết định rất là nghiêm trọng cho mấy ông đây. Luật sư à, tôi tuy nghèo chứ tôi không có tham tiền. Tính gì tao biết. Cái gì? Ở đây. Giờ tao tính gì? Tính sao? Cái thương xá 11 triệu. Ừ. Cộng thêm cái biệt thự với tài khoản ngân hàng ít nhất cũng phải khoảng 3 triệu. Tổng cộng là 14 triệu. À. Tao không có lấy hết. Chia đôi, mỗi đứa 7 triệu, mày thấy sao? 7. Tôi cũng phải là người tham tiền. Ê, nhưng mà còn cái tiền bảo hiểm nhân thọ sao không? Mấy người giàu có người ta hay mua bảo hiểm nhân thọ lắm. Bèo bèo cũng phải 6 triệu nữa. Cộng vô là 20 triệu. Chia đôi là đứa 10 triệu. Ông làm ăn mà ông tính vậy chết tôi rồi. Luật sư nó ăn hết. Luật sư à, còn cái tiền bảo hiểm nhân thọ của bà Trầm Hương đó, nhưng mà mấy cái thứ lẻ tẻ đó tôi không cần. Giao cho tôi cái plaza 11 triệu là đủ rồi. Đã đấy. Cái gì vậy ông nội? Mày làm gì vậy? Chi đâu cái tự nhiên làm mày nhai nút mình ông. Chi đâu cái gì vậy? Mày làm sao vậy? Mấy ông bình tĩnh đi. Chưa có chia cho ai đâu. Bà Trầm Hương mới hỏi thôi. Và nên nhớ là bà nói bà chỉ giao cho một người mà thôi. Với cái tính khí của hai ông mà giao cho hai ông trong vòng 24 tiếng đồng hồ thôi là mấy ông giết nhau để chia của bà rồi. Và bà ấy sẽ giao cho cái người xứng đáng nhất. Nãy giờ tôi cũng lưu hết lại đây rồi. Biết ai là người xứng đáng?
Bà Trầm Hương sẽ biết người nào là người xứng đáng. Bà sẽ giao toàn bộ gia tài của bà cho người đó. Và đặc biệt là giao lại cái thương xá Trầm Hương Center. Thương xá mà làm như tịnh xá gì? Chuông quá. Còn ai xứng đáng nữa? Ông, hồi đó giờ là ông có đi làm công thôi, chưa có làm chủ đứng qua bên. Luật sư. Dạ. Luật sư nói với bà Trầm Hương, người vợ yêu dấu của tôi đó, là tôi có kinh nghiệm điều hành. Tôi có khả năng khuyến mãi. Cái gì buôn bán là tôi có kinh nghiệm dữ lắm. Dạ. Tại vì tôi có business riêng mà. Cái business của ông là cái gì? Tôi bán nước mía. Thì ra cái xe nước mía trước cổng chợ bên xa là của mày đó hả? Trời ơi, chỗ đó bán ế bùi rùi bu đầy. Bữa nọ bán một tặng một tuần ngày rồi tôi uống về đã bụng thấy mẹ luôn. Ông nói đó lần sau tôi bán cái ly cho uống căm họng luôn á. Bà Trầm Hương. Đây, bà ngồi đây bà nghỉ. Tục tinh. Vợ yêu. Vợ yêu của anh. Ơi. Trời ơi. Anh nhớ em quá. Trời ơi. Bệnh sắp chế mà sao da đẹp dữ vậy? Đấy. Đẹp quá. Bà vui rồi nhá. Bà có đến hai ông chồng cũ đến chúc mừng bà, làm cho bà vui đấy. Thế là thăm nuôi bà, thế là được rồi. Thôi tôi chúc mừng cho bà. 5 phút nữa tôi xuống rồi tôi đưa kết quả. Úi dồi, trông gớm quá kìa khiếp. Sao tôi càng nhìn tôi càng thấy hai ông chồng của bà nó cũng giống như là bị sao nhỉ? Dở hơi cắm lợn ấy. Không phải đâu, nó nặng hơn một tí. Giống như là đang đi giữa đường xong bị ẩm một cái gì rơi vào đầu, xong không bao giờ lành lại được nữa ấy. Kinh lắm, khiếp rồi, phát ói. Nhìn gì mà nhìn. Ghê quá rồi. Ê, vậy từng đứa một. Tao là chồng trước, tao phải nói chuyện trước. Còn mày đi ra hành lang chờ chừng nào tao kêu vô mới được vô. Ông là chồng trước, nhưng Trầm Hương thương tôi hơn. Đúng không vợ yêu? Bỏ đi. Nhìn thấy mà gớm không? Bà là bà bỏ hai ông rồi. Quan trọng là bây giờ nghe bà Trầm Hương nói. Mời bà. Em không có bỏ ai hết. Tại hai anh chưa biết, ba má em rất là giàu có đó mà. Hồi lúc em lấy anh, má em từ em. Rồi lúc em lấy anh, ba em cũng từ em luôn. Cãi lời cha mẹ, ham chồng quá cho nên em mới trắng tay nè. Em đừng nói nữa, anh hiểu mà. Chỉ vì chữ hiếu mà em đành phải bỏ cả hai đứa tụi anh để trở về với cha mẹ, đúng không? Không, em không có gì chữ hiếu. Mà tại vì hai anh không có làm ra tiền, còn em không có quen cảnh sống nghèo nàn. Em à, anh nhớ mà, hồi đó nghèo đó, rồi em muốn đi sửa ngực, bác sĩ đòi 6,000 mà anh chỉ có 3,000 thôi. Anh ấy kêu em đi sửa trước một bên đó. Rồi một năm sau anh có tiền, anh mới đưa cho em sửa thêm cái phần bên là kia còn lại đó. Anh thiệt là kỳ khôi quá đi. Em bỏ anh rồi, anh đừng có giận em nha. Nói thiệt, mấy năm nay anh giận em hết sức. Nhưng mà giận không phải là vì em bỏ anh, mà vì em lấy cái thằng chồng sao xấu trai hơn anh. Đó là duyên phận. Phận là con gái, chưa một lần yêu ai. Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Cho nên đời em không có lấy được chồng đẹp trai. Hồi lúc em lấy anh đó, má em bà nói: tại sao mày lấy cái thằng chồng già hơn tao vậy mày? Rồi má em bà từ em. Bây giờ má em chết rồi, em không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Anh à, hôm nay em kêu hai anh tới đây là để bàn cái chuyện để lại gia tài. Em đừng nhắc ba cái chuyện gia tài nữa ha. Thương xá biệt thự tài sản ngân hàng gì đó nha. Ba cái bảo hiểm nhân thọ của em đó, anh không ham. Anh chạy Uber dư xài mà. Em muốn giao gia tài lại cho ai là tùy em. Nhưng anh chỉ nhắc em, chỉ có anh là người xứng đáng được hưởng cái gia tài đó. Vì sao? Vì lúc anh gặp em, anh còn là trai tơ. Bởi vậy em là mối tình đầu của em. Anh là người đầu tiên đến với em, và cũng sẽ là người cuối cùng lái Uber chở quan tài em ra nghĩa địa. Anh đã hy sinh cả đời trai cho em.
Bởi vậy đời em mới xui nè. Ra đi. Ý, gì? Còn người ông á, ông tham tiền vừa phải thôi. Ông thấy không, Trầm Hương bệnh như vậy, ông không có lo chăm sóc hỏi han, cứ lo gia tài gia tài. Mày ngu quá, không nói lẹ đủ bà bị cô ma sao? Trầm Hương, chỉ có anh thôi. Lúc nào anh cũng nhớ tới em. Hình bóng em luôn lởn vởn trong óc anh. Em biết không, ngày đêm anh thầm gọi tên em. Hương, anh gọi tên em trong quốc ngàn nỗi nhớ. Gọi tên em, gọi mãi không nguôi. Anh gọi tên Hương, mịt mù trong gió lòng. Gọi thầm nỗi nhớ bâng khuâng. Hương, trời ơi, hát dở ẹt mà hát hoài. Hép. Cái gì? Hép. Tên là Hương chứ phải heo mày. Tôi biết bà tên Hương mà tôi giật bẻ kéo tôi dậy con nào. Giật bẻ nó, giật bẻ kéo lên. Hương ơi Hương, Có lẽ đây là lần gặp gỡ sau cùng. Hả? Trời, hôm qua tới nửa đời ưng phấn luôn rồi. Anh muốn nói với em chuyện gia tài, em cứ cất lại đi. Anh không có tham, anh cũng không có thèm. Anh chỉ cần có em. Em biết đó, từ ngày em bỏ anh có lấy ai đâu. Bởi không có ai thèm lấy anh. Ngồi vậy, cái tướng như con heo nọc mà cứ ngã ra hoài à. Nhìn thấy gớm à. Ông làm một hồi khi ông đi quay ra bỏ là bàn thờ cúng bây giờ nha. Mấy ông làm quá. Xin lỗi bà, tôi đã được chứng kiến nhiều cuộc tình lắm rồi, mà lần đầu tiên tôi mới thấy một cái cặp ông xã của bà mà tráo trở như vậy. Từ đó tới giờ tôi mê Nguyễn Hưng lắm. Tôi nghĩ là ông hát cái bài Hương đó là dành riêng cho tôi. Bắt đầu từ ngày hôm nay tôi sẽ bỏ nghe cái bài này. Sau khi cha nội này hát, ông hát có một câu mà sáo tông luôn trời. Bà ơi, tôi xin phép bà tôi về văn phòng. Tôi sẽ lấy cái con mộc, dấu mộc qua đây. Đây là tờ di chúc của tôi đã phát thảo sẵn. Bà cứ nghĩ là một trong hai ông, ông nào xứng đáng bà ghi tên. Tôi sẽ quay lại đóng mộc cho bà. Cảm ơn luật sư rất nhiều. Dạ. Theo ý luật sư, hai ông chồng của tôi sẽ để tài sản lại cho ai? Ôi, tôi mà có hai ông chồng này hả, việc trước tiên là tôi bán sạch tài sản rồi hiến tặng cho hội bạn người cùi. Cái gì vậy? Tự nhiên cái người cùi là cùi gì? Hai anh nghe em đọc nè. Đọc đem. Tôi tên là Nguyễn Thị Trầm Hương. Cái gì đây? Bà cái chúc. Em có chết rồi mày biết gì chúc? Nãy giờ anh gặp em, anh bối rối quá, anh xúc động quá, anh không có nhớ ra em bị ung thư mà. Ung thư làm sao chết được. Đây, Sugoi Fukudan. Có rất nhiều loại Fukudan, nhưng tôi chỉ mua Sugoi Fukudan tại trung tâm Thúy Nga. Thần dược Nhật Bản, làm các tế bào ung thư tự hủy diệt. Uống liền đi em. Anh ơi, em bệnh nặng lắm rồi, không biết Fukudan có giúp ích gì được hay không nữa. Bình thường một ngày mình uống 3 viên. Em nặng quá, chơi 30 viên đi. Không, em nuốt luôn cái chai đi. Ung thư nào mà chịu nổi em. Anh ơi, anh biết em bệnh nặng mà anh mua Fukudan đem tới cho em, em thật là xúc động. Anh ơi, cái chai này nuốt làm sao vậy anh? Khó quá, bỏ qua đi. Mình uống bình thường thôi em. À, cái loại này tốt lắm, có 350 đô một chai à. Anh thiệt là chu đáo quá đi. Chu đáo mẹ gì? Trời ơi, cái này nó đâu có mua. Gì vậy? Cái thuốc Fancadu này là nó bán.
Cái gì phải có đồ ông nội? Thì mày mới nói cái... Super E Fukudan. Fukudan phải cái đu gì có u được rồi mày. Đây nè, thằng này nó bắn dạo. Trong túi nó lúc nào cũng có mấy chai. Đây nè. Cái gì vậy? Ở ngoài cốp xe nó còn mấy thùng ở ngoài đó. Trời bị ổi. Bị ổi con khỉ. Mày giả dối. Em à, chỉ có mình anh là thiệt thà. Đúng cái tên Trần Tung Thực. Em cứ giao hết gia tài cho anh đi. Sau khi em chết, anh cam kết sẽ dành nửa phần gia tài để làm một đám ma hoành tráng cho em. Ông xào đó, em đừng có nghe ổng. Đi. Ông xào đó em. Nghe lời anh, một lời cuối thôi. Dù em có để lại gia tài cho anh hay không, không quan trọng. Anh vẫn tặng Sugi Ifukodan cho em uống miễn phí mà. Em cảm ơn anh. Anh rất là rộng rãi. Rộng mẹ gì, nó mua được giá sĩ thôi. Sĩ lẻ cũng là tiền chứ không. Chủ yếu là tấm lòng của anh đúng không em? Đúng không em, tấm lòng của anh đúng không? Chờ anh chút xíu. Nè ra. Gì? Con mẹ này bây giờ bà uống thuốc nhiều quá bà khùng rồi. Hồi xưa bà đâu có nói cái giọng phim bộ đó. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ tôi tính như vậy, như hồi nãy mình bàn. Bà nói gì kệ mẹ bà đi. Mình cứ cam kết với nhau, tài sản bà để lại đưa cho hai thằng, thằng nào cũng được. Mình chia đôi. Cái ung thư giỏi lắm, 3 tháng là bà chết queo rồi. Đúng không? Lúc đó mình bán luôn cái thương xá, mình cứ đôi. Mày công nhận mặt xấu mà óc sáng. Quyết định vậy đi. Yeah. Em à, bây giờ tụi anh tính như vậy nè. Là bà Trần Hương. Bà Trần Hương, tôi phải chạy như bay xuống đây để tôi thông báo cho bà một tin rất là quan trọng đối với bà. Chuyện gì vậy bác sĩ? Trời ơi, sung sướng không có gì bằng. Tôi không bị bệnh mà tôi nghe một cái tôi còn bay lên tận trời cao. Huống chi là bà. Tôi đảm bảo bà ngồi yên trong cái ghế này là bà sẽ bắn một cái ra đằng kia ngay khi bà nghe tin này. Cái loại thuốc mà bà ký nhận và thử nghiệm trong tuần vừa rồi, bây giờ nó đã có kết quả. Và cái cục, à không phải, cái cục, cái u đó, cái cục u trong đầu của bà đó, nó đã dần dần teo hết và bà sẽ dần dần hoàn toàn khỏi bệnh. Chúc mừng bà. Thiệt không bác sĩ? Bà sẽ khỏi bệnh. Thiệt không? Yeah. Trời ơi, cảm ơn trời Phật. Bà... cảm ơn trời Phật, chỉ là tôi đâu có bệnh nữa. Tôi sẽ hết bệnh phải không bác sĩ? Đúng. Trời ơi bác sĩ ơi, sao bác sĩ giỏi quá vậy? Tự nhiên tôi nghe bây giờ tôi đi được luôn rồi nè. Đấy. Bác sĩ ơi, thiệt vậy đó hả? Tinh thần thấy quan chưa? Trọng lắm. Vâng. Trời ơi, cảm ơn trời Phật. Thử bao nhiêu thuốc, làm bao nhiêu kim môn cũng không hết. Rồi ông thầy bùa, ông bán cho tôi một lá bùa 1.000 đô, tôi đeo lỡ lưng quần luôn. Lỡ là tại vì là lười tắm cái gì không lấy ra đó. Không phải, tại vì tôi đeo để coi nó có linh nghiệm hơn, sắp chết rồi mà sợ bác sĩ không. Bây giờ tôi không ngờ chứ, là thuốc nó thần nghèo như vậy. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Tôi mừng quá, chúc mừng bà, chúc mừng bà. Vâng, quá là sung sướng rồi. Cái gì đấy? Bác sĩ, nói vậy là vợ tôi không chết nữa hả? Chết làm sao được mà chết? Sao vậy? Ủa mà bác sĩ, sao mà lành bệnh hay vậy? Ơ, thế có vẻ không vui à? Vui gì nổi, bà hết bệnh là tụi tôi bệnh đó. Tao. Đúng rồi, suýt nữa chút xíu ông gì, đó là thành triệu phú rồi. Tự nhiên bây giờ bị tuột khỏi tay, tiếc chứ. Ôi ông ơi, đó, người ta có số, có phần hết cả rồi. Các ông cũng thế thôi. Bà Trầm Hương ơi, nói vậy là bác sĩ nói là bà. Luật sư ơi. Sao? Bệnh của tôi sắp khỏi rồi. Ôi, rất là mừng bà. Vậy là những cái chuyện mà coi như là mấy cái chuyện mà tôi nhờ luật sư á, Di Chúc là Di Chúc bỏ qua đi. Đóng hồ sơ này. Dạ, đóng hồ sơ. Chúc đi, mừng bà. Nữa. Chúc mừng bà. Là bà mời hai ông này đến đây để viết Di Chúc đó hả? Đúng rồi. Dạ. Vậy là tôi đóng hồ sơ ha. Đóng hồ sơ. Chúc đi. Mừng bà. Thôi. Ủa nó nghe nè. Ôi về. Về cái gì nữa? À, tôi thấy người ta đang cẩu cái xe Uber của ai ngoại á. Cái gì? Lăn đó lẹ. Dạ là xe lăn cho bệnh viện. Xe lăn bệnh viện là lấy. À quên, xin lỗi bác sĩ. Lẹ đây, nó cẩu rồi. À còn ông ơi, à, bán nước mía phải không? Về bán thêm nước dừa đi. Ông có cái bàn nạo tốt quá mà. Gán đi. Gán về bán. Tầm sang. Gán bán đi, khi nào đủ 1 triệu tới thông báo. Này. Từ hồi sáng tới giờ đứng đây cho giữ, không có một đồng xu nào hết. Trời ơi, tôi ở nhà tôi bán được 100 ly nước mía rồi. Đi về. Này, có nè. Gọi từ cái gì đấy là nhà quản ở cái thì cancel đi nhá, không cần dùng nữa đâu.
Em, mấy cái vụ ung thư này nó có chữa khỏi, giỏi lắm là cũng 5 năm nó tái phát. Nếu 5 năm sau có gì nhớ gọi tụi anh đến chia tài sản nha. Thôi, em nghe lời luật sư rồi. Chừng nào mà ung thư tái phát đó, em sẽ bán hết tài sản cho hội người cùi, phải không luật sư? Thôi, chồng cũ không cho, cứ cho người cùi. Nghe xong cái muốn cùi luôn vậy. Thôi đi, ông á, ông làm quá lắm nha. Tôi từ đó tới giờ tôi thấy biết bao nhiêu cái người chồng, là tôi làm biết bao nhiêu vụ mà tôi chưa bao giờ thấy cái người nào mà kinh tởm với ông này đó. Trời ơi, bà đẹp đẽ quá mà lấy làm chi cái thứ cô hồn cát đảng vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy bà? Luật sư ơi, vợ chồng là duyên số. Không có ai dỗ ngực xưng tên là mình khéo chọn vợ hay là khéo chọn chồng. Cho nên như luật sư nè, xinh đẹp, thông minh như vậy, hình như là chưa có chồng phải không? Ủa? Ê, ê hả? Để tôi, tôi về nâng khăn sữa tưới cho bên ấy. Mày ơi, thời bây giờ làm gì có khăn đâu mà đâm. Celine Hà, về với anh đi. Anh sẽ bán Uber để lăn xe em thành Celine Dion. Trời ơi. Thôi. Nè nè, hai ông nội, tôi có ế suốt đời cũng không bao giờ dám lấy hai ông về đâu. Bỏ mộng đi nghe chưa. Ê, gớm. Này, tôi bảo hai ông ở đây làm cái thiết sự gì nữa. Đi về đi. Giờ hơi, biết bơi, bơi bướm nó còn bơi ngửa. Trời ơi. Đi về. Hãy trả lại sự bình yên cho chúng tôi và để cho những phụ nữ quyền lực xinh đẹp như chúng tôi chào khán giả và trả lại sự bình yên cho các bệnh viện này. Cảm ơn. Xin chào.